Chị Thuận rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát triển ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên Thuận đọc cho quý vị nghe của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện thứ hai của tác giả Đinh Nghi kết hợp với Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên Mạnh Ninh kể về anh chàng tên là Khiêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã phải chọn công việc nghề tài xế để làm kế mưu sinh. Bởi vì gia đình nghèo khó, không quyền không thế, nên anh ta không thể xin được một cái công việc giống như cái chuyên ngành mà anh ta đã học. Và rồi trên chặng đường đi làm nghề, anh ta đã được nghe rất là nhiều về những khổ cực, những vất vả mà cánh tài xế gặp phải. Nhưng bên cạnh đó, những câu chuyện ma tâm ly kinh dị về cánh tài xế gặp phải trên chặng đường làm nghề cũng rất nhiều. Đầu tiên thì Nghiêm cũng bán tín bán nghi, nhưng sau đó chính những hồn ma đã quấy phá cuộc đời của anh, khiến cho anh thay đổi giác quan, thay đổi thế giới quan của mình về một thế giới dường như vô hình. Và câu chuyện cũng như cuộc đời của người tài xế tên Nghiêm sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Theo cái nghiệp này, tâm lý phải vững lắm. Ngoài việc tiếp xúc với thế giới người sống, đôi khi còn phải chạm mặt người chết. Có điều nước sông không phạm nước giếng, gặp họ thì đụng động chạm, kẻo bị quấy quả là phiền to. Nghe chưa? Lời nói của ông Khơi cứ xoáy sâu vào trí óc tôi khi đang ngồi cà phê với đám tài xế trong một chiều thu Hà Nội đượm buồn. Quả đúng như lời ông tài xế với 30 năm kinh nghiệm chia sẻ, oan hồn người chết luôn quanh quẩn bên chúng ta mỗi ngày, nhưng nào phải ai cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay, nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện mà chính bản thân tôi là người trong cuộc trải qua. Để bây giờ, ngồi bên ly cà phê đen đá, những ám ảnh đó mới có thời gian mà trải ra, mà phơi bày cho bản thân thiên hạ hiểu thấu về cái nghề không phải ai cũng làm được, nghề tài xế. Tôi là Nghiêm, Nguyễn Đức Nghiêm, năm nay 29 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã có vợ và một con trai. Tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng ngoại thương có tiếng ở đất Hà Nội với tấm bằng ưu. Ngặt nỗi, gia cảnh chẳng khấm khá gì. Việc bon chen một chân làm việc công chức ở đất Hà Nội đối với tôi có phần cực nhọc lắm. Không quyền, không thế, không tiền bạc, lận lưng quả thật là một khởi đầu không mấy sáng sủa ở cái thời đại đặt nặng kim tiền này. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ trông ngóng vào mấy xào ruộng và tiền thợ hồ của bố tôi mà thôi. Gặp vụ bội thu thì dư ra vài tạ thóc. Năm hạn hán mất mùa hoặc lũ lụt thì lấy công làm lãi. Ấy vậy mà có ngày nào ngẩng đầu lên được đâu. Bà mẹ tôi thì đã ngoài 50-60 tuổi rồi, nên sức khỏe có phần đi xuống lắm. Vài xào ruộng đôi khi cũng quá sức làm việc. Kinh tế gia đình dồn lên đôi vai gầy của bố tôi bằng đồng lương thợ hồ, ngày được ngày không. Nên ngay sau khi ra trường, tôi nhanh chóng lao đi kiếm việc làm, quyết tâm bám trụ lại mảnh đất Hà Thành phồn hoa này. Phần vì cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh để tiếp tục xin việc, phần vì cũng muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào mà đỡ đần cho ba mẹ lúc xế chiều. Nhưng có lẽ thời cuộc này để xin được một công việc đàng hoàng với mức lương kha khá là điều không tưởng. Nhất là ở Hà Nội thì còn khó khăn gấp bội. Sau 2 tháng tốt nghiệp thấy việc xin việc chẳng ăn thua, bản thân lại là một người chí thú làm ăn, ngồi một chỗ không chịu được. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi quyết định đi học nghề lái xe. Những mong nhanh chóng san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với bố mẹ và cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Sau khi có bằng, tôi xin vào một doanh nghiệp vận tải tư nhân và may mắn được nhận vào chân lái phụ. Sau 3 năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng được lên chân tài chính. Tuyến đường mà tôi đảm nhận là Hà Nội, Lào Cai, chuyên chở hàng hóa cho các mối lớn ở đó hoặc cũng có khi là những địa điểm khác mà chủ yêu cầu. Nói đến nghề này thì ít người làm bố làm mẹ nào muốn con mình đi theo nó. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy, đâu có muốn cho theo cái nghề này. Nghề
Hay đúng ra cái nghiệp này khổ lắm, chứ đâu có như mọi người nhìn thấy lái xe trên cabin. Lái xe nào cũng có nỗi khổ riêng, từ xe tải đến xe khách rồi taxi. Đã là lái xe và lăn bánh trên đường là vất vả rồi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, nhất là cánh tài xế chạy đường dài như chúng tôi. Nghề tài xế của tôi thì tạp nham lắm, nào phải chuyên chở thứ gì cho cam. Kể ra thì nó như một nồi lẩu với đủ thứ hỉ nộ ái ố mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Nào là trâu bò, chó, nào là trẻ trâu manh động, nào là thanh niên đi ngu, nào là các hung thần xa lộ mặc kín như ninja, bóp còi phủ, mở cửa gào khản tiếng vẫn không thèm tránh. Chưa kể nói đến một số lỗi tốc độ, đè vạch, sai đường. Lỗi một tí là có ngay các anh cảnh sát đứng đầu xe gọi xuống. Nhẹ thì vài trăm, nặng thì mất tháng lương. Và chẳng cần đề cập tới vấn đề xấu nhất làm gì, mọi người cũng tự hiểu. Chưa kể thời tiết mưa gió sương mù, đủ các thể loại hỗn hợp trên quãng đường cần phải chú ý. Ai không trong nghề, đọc qua đã mệt, nói gì gặp. Nói thêm về cánh xe tải chúng tôi, có đi mới biết vất vả. Lúc đi nhìn vẫn dáng người, lúc về nhìn lại ma chê quỷ hờn. Từ ăn uống tắm giặt, đi lại cho đến ngủ nghỉ. Có phải là muốn là được đâu. Khi đang có hàng thì phải cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng gọn gàng để nổ máy khởi hành cho kịp giờ trả hàng. Mà đã xe tải thì ai cũng biết tốc độ không thể nhanh được. Nhanh thì phanh bằng nước mắt, chậm đồng nghĩa với thời gian dài chạy cả đêm, thậm chí hai đêm. Cuộc đời tôi cứ thế mà lầm lũi theo từng vòng quay lăn bánh. Nhưng đúng như lời người ta thường bảo, nghề tài xế nó bạc lắm. Quả thật, nghề tài xế là nghề đặc thù. Đặc thù ở chỗ nay đây mai đó, cơm đường gạo chợ nước sông. Người trong nghề còn biết nhiều góc khuất hơn nữa. Nhưng hôm nay tôi xin mạn phép không kể ra đây. Việc ông tài xế tôi đã kể nhỏ to khi tôi lần đầu lên làm tài chính, quả không phải chuyện bịa đặt. Việc tiếp xúc với thế giới cõi âm ở cái nghề này là sự thật, việc thật. Oan hồn người chết luôn quanh quẩn bên chúng ta mỗi ngày, nhưng nào phải ai cũng có thể nhìn thấy. Như các bạn đã biết, bản thân tôi là lái xe tải đường dài. Chẳng biết có phải là do duyên hay là hợp vía chuyện gặp ma đêm khuya trên đường đối với tôi không phải là hiếm. Mà đa phần là những hồn ma do tai nạn giao thông, phải chết tức tưởi, chết oan, thường rất thiêng, nên họ hay chiều ghẹo những người hợp vía hay yếu bóng vía đi đường. Những đoạn đường có người mới chết khi đi qua thì thường rất là lạnh sống lưng. Và trong tâm khảm của tôi đến giờ phút này vẫn còn ấn tượng về một chuyện xảy ra cách đây đúng 3 năm, năm 2018. Đêm hôm ấy nhằm ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, tôi có chuyến hàng khai xuân từ Hải Phòng lên Lào Cai. 8 giờ tối bắt đầu xuất phát từ thành phố. Chạy xe đã lâu, tôi thừa biết những tỉnh lẻ ở vùng núi này ngày thường tối đến đã vắng rồi, lại đúng dịp nghỉ Tết, nên xe cộ người đi lại về đêm chắc chắn rất ít, vắng tanh không một bóng người qua lại. Như vậy càng tiện cho xe của tôi lưu thông. Vì có lịch chạy sớm, nên 8 giờ 15 phút tôi đã có mặt ở văn phòng bến bãi làm thủ tục nhận xe và kiểm tra bốc xếp hàng. Nhìn đồng hồ còn tận 45 phút nữa mới tới giờ rời bến. Tôi móc gói 3 số ra hút để định thần như trước, mỗi chuyến đi tôi vẫn làm. Lâu dần đã thành thói quen khó bỏ. Phụ xe của tôi là ông Hải cũng đã có mặt. Có lẽ trước mỗi chuyến đi dài, ông thường khó ngủ, hoặc giả như hơi rượu mấy ngày xuân còn chưa tan hết, nên thoáng qua có vẻ uể oải lắm. Thoáng thấy bóng ông phụ xe già, tôi chợt bông đùa trêu chọc. Kìa bố, sao nhận chuyến sớm thế? Không ở nhà mà ăn Tết đi, để cho mấy thằng em nó theo con, mà nó mò ra đây. Ông Hải nhìn tôi nở nụ cười khó nhọc và bảo: Ôi giời, bố mày già rồi, hàm hố gì Tết với chả nhất. Cứ để cho chúng nó phỏng móm cho chán đi. Mà bố với mày hợp phía nhau, đi cùng vui quá còn gì. Tôi ậm ừ trong cổ họng,
rồi chỉ tay xuống cái ghế nhựa sát bên bảo. Bố ở cứ ngồi xuống đây, còn một lúc nữa mới tới giờ xuất bến cơ. Mà đây... Nói rồi, tôi móc trong túi ra một bao lì xì đưa cho ông Hải. Lại giả bộ làm điệu kính cẩn trêu chọc, vì biết ông Hải là lính giải ngũ đã lâu. Ngày đầu ông ấy chiến đấu bên cả chiến trường Campuchia thì phải. Tôi, cấp bậc lái chính, chính thức lì xì năm mới cho bình nhì phụ xe Phạm Duy Hải. Chúc đồng chí sang năm mới tấn tài tấn lộc, an ninh khang thái. Ông Hải cũng tếu táo, làm bộ chào theo kiểu quân ngũ, rồi sung sướng nhận. Đoạn chúc cho có lệ và kê cái điếu lên miệng rít lòng sòng sọc đến tóc cả má. Khác xa với tôi, ông Hải nghiện thuốc lào nặng. Kể cả những chuyến phụ xe đường ngắn, ông cũng phải thủ cái điếu cày theo. Kể thêm một chút về ông phụ xe già, quê ông Hải mãi tận mạn Quảng Ngãi xa xôi. Nghe đầu, vợ và con trai, con dâu ông chết tai nạn chục năm trước. Một thân một mình ông ở vậy nuôi đứa cháu nội. Đáng thương thay là thằng bé con lại bị bệnh đau ốm liên miên. Tiền thang thuốc hầu như dựa vào đồng lương phụ xe của ông Hải. Gia cảnh khó khăn, nhưng chẳng bao giờ tôi và cánh đồng nghiệp thấy ông tỏ ra bi quan. Cũng vì lẽ đó, và phần vì ông Hải già nhất đội, nên anh em trong nhà xe thường ưu ái gọi một tiếng bố cho thâm tình. Ông Hải năm nay ngoài 60 tuổi, thân hình gầy nhẳng, vậy mà cao hơn tôi một cái đầu. Khuôn mặt teo tóp, hai hốc mắt trũng sâu, nhưng cái nhìn cương nghị toát lên chất lính cụ Hồ. Hai chúng tôi ngồi rì rầm nói chuyện trời chuyện đất một lúc, thì đến giờ xe rời bến. Đội bốc xếp hàng hóa đã an bài xong xuôi, hai chúng tôi cũng nhanh chóng lên cabin nổ máy. Chiếc xe lầm lũi tiến ra khỏi bến Niệm Nghĩa, rồi nhanh chóng nhập vào đại lộ thưa thớt, nhắm hướng cao tốc mà thẳng tiến. Tiết trời mùa đông miền Bắc những ngày đầu năm lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm từng làn mưa phùn lâm dâm ẩm ướt. Gió mùa lạnh lẽo làm tôi cảm thấy khó chịu lắm. Chiếc xe tải cứ thế lầm lũi chạy. Càng về đêm khuya, tôi cảm thấy bản thân như lạc lõng hiu quạnh giữa đường vậy. Đi được gần 70 cây số nữa là tới đất Hà Giang. Tôi nhẩm tính một đoạn tới thị trấn Quang Bình là rẽ trái đi sang Yên Bái. Quả thật, đúng như tôi dự liệu trước khi xuất bến. Đến địa phận Yên Bái, đường lại càng thêm heo hút vắng lặng hơn. Hai bên đường chỉ toàn đồi và những khúc cua vòng quanh. Hôm nay trời trở rét đậm, tôi có thể cảm nhận thấy cái lạnh qua tấm kính chắn gió lạnh buốt. Thì thoảng có cơn gió thổi bay những chiếc lá khô dưới đất, nghe xào xạc khô khốc. Chiếc xe vẫn lầm lũi tiến vào trong màn đêm thâm u. Nhắm chừng đoạn đường còn dài lắm, ông Hải với tay bật chiếc radio để xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng đầu năm. Radio phát lên bản Một Cõi Đi Về, càng làm cho khung cảnh xế đêm thêm phần ảm đạm. Ngồi bần thần hồi lâu nhìn mưa hắt vào kính chắn gió, ông Hải chán nản tắt radio rồi tiện mồm quay sang hỏi. Anh Nghiêm này, thứ cho bố hỏi thẳng, anh có tin trên đời này có ma không? Tôi châm điếu thuốc rồi nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng mưa phùn đọng lại, rồi cười bảo. Còn tin, trên đời này có âm ắt có dương, mà quỷ lúc nào chả hiện hình quanh mình. Có điều họ không cho mình thấy thôi, mẹ con ở quê vẫn bảo vậy bố ạ. Tôi thở một hơi thuốc rồi nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau chỉ là đại lộ leo nát ánh đèn cao áp ven đường, rồi tiếp tục cất giọng. Mẹ con bảo ma quỷ là có thật, có điều ma quỷ có thế giới ma quỷ, con người có thế giới con người, nước sông không phạm nước giếng. Mình chẳng làm gì động tới phần âm, thì họ cũng chẳng quấy quả gì mình đâu bố nhỉ. Ông Hải im lìm tựa tay lên thành cửa kính, rồi đưa ánh mắt trầm tư ra xa xăm. Tôi nghĩ có lẽ ông đang lo lắng cho sức khỏe thằng cu, hoặc giả như nghĩ đến lần ba người nhà mình chết vì tai nạn, nên cũng im luôn không muốn làm phiền. Một lúc sau ông Hải lại cất giọng trầm trầm hỏi. Anh Nghiêm này, anh đã bao giờ gặp ma chưa?
Tôi ném cái đầu lọc ra ngoài cửa sổ vừa hé, rồi cười lên ha ha đáp lời. Gặp, con gặp nhiều rồi. Cơ mà mấy cái thằng ma cô, đám cô hồn ở bến bãi hay mấy thằng trọi con chặn đường xin đéo bố ạ. Ông Hải mỉm cười chua chát rồi bảo, cái ngữ ấy thì chấp làm gì. Cuộc trò chuyện cứ thế râm ran để đoạn đường ngắn lại, và cũng để xua đi không khí quạnh quẽo đang bủa vây. Đang buồn mồm tính châm điếu thuốc thì gặp cua. Tôi chán nản căng mắt, cẩn thận đánh lái qua một đoạn cua tay áo, thì bất chợt tôi phải phanh gấp. Phía trước đầu xe là một cành cây khá lớn đổ ngang giữa đường. Ông Hải đưa tay lên ngực thở mạnh rồi hỏi dồn, sao đấy? Sao phanh gấp thế? Tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi chỉ tay về phía trước cửa kính đáp. Tiền sư nữa, thằng nào nó để khúc cây chắn giữa đường bố ạ? Còn mà không tỉnh táo là con với bố chết rồi. Ông Hải là tay phụ xe lâu năm, kinh nghiệm hơn tôi trăm lần. Thoáng nhìn qua ô cửa kính mở đục, loang loáng nước mưa, thì giơ tay cản khi thấy tôi định mở cửa xe đi xuống. Khoản đại nghiệm, hai bên đường đều là đồi cây keo cỏ mọc rậm tùm ven đường. Không biết có gặp phải cướp không nữa. Đợi thêm chút nữa cho yên tâm. Cảnh tài xế chạy đêm gặp cướp còn lạ gì. Tôi thoáng thầm trách sự bất cẩn của mình và thầm cảm ơn ông Hải. Ai dám chắc trong đám cỏ rậm rạp kia không có mấy thằng đầu trâu mặt ngựa núp sẵn để chờ tôi ló ra là cướp liền. Tôi khép lại cửa xe rồi đáp nhát gừng. Vâng, con nghe bố vậy. Ngồi trên cabin, chừng 10 phút thấy xung quanh yên ắng, tôi mới dám mở cửa xe bước xuống. Ngoài trời gió rét đến run người. Ngoài ánh đèn pha rọi trước đầu xe thì xung quanh tối đen như mực. Tôi chậm chậm bước tới lại gần khúc cây đổ ngang trước mặt thì bỗng giật mình, toàn thân tôi run lẩy bẩy. Một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dù nghề lái xe đêm đã nghe kể nhiều chuyện ma quái, nhưng trong lúc này tôi vẫn không khỏi run sợ hãi. Đập vào mắt tôi là một vệt máu kéo dài đã thâm sỉ cả lại. Tôi xoay người bỏ chạy lên xe rồi hối ông Hải. Bố ơi, dưới kia có máu, khéo có người tai nạn đấy chứ chẳng đùa. Ông Hải chau mày rồi suy nghĩ mấy giây mới đáp. Anh với tôi dọn khúc cây đi, xong lên xe đi rà rà. Biết đâu có người tai nạn cố lết đi một đoạn chả biết chừng. Nhưng mà lạ nhỉ, sức đâu mà tai nạn còn làm dấu cái khúc cây lớn thế kia được. Hai chúng tôi nghi hoặc nhìn nhau, rồi không chậm trễ khiêng khúc cây ném vào bên đường. Đoạn lên xe rà rà chạy chậm nhất có thể. Mới chạy được tầm hơn 200 mét thì chiếc xe đột ngột tắt máy. Có làm thế nào cũng cứ ỉ ra không chịu di chuyển. Tôi và ông Hải xuống dưới kiểm tra. Bất thình lình cả hai giật mình khi thấy một thân người nằm bất động, dáng dấp nhìn như bóng đàn ông. Màu máu hòa lẫn nước mưa đã thấm đỏ lòm cả lưng áo. Tôi và ông Hải hoảng hồn chạy ngay lại kiểm tra. Mới lật ngửa người đàn ông đó ra thì giật mình lùi lại khi đụng ngay phải một bộ mặt đầy máu me nhảy nhụa dí sát vào mặt. Hơi lạnh và mùi tanh nồng nặc phả vào thẳng người làm tôi thất kinh. Ông Hải run giọng, lên xe lấy hộp cứu thương ra đây, máu chảy nhiều quá. Tôi gật đầu, rồi cả hai mau mải chạy lại cabin lục tìm. Vừa đi được mấy phút lúc quay lại đã không thấy thân ảnh đó đâu. Cả hai tái mặt nhìn nhau, chưa hiểu ra chuyện gì thì bên tai chợt phát ra tràng cười khanh khách. Tôi tái mặt lùi hẳn lại, liếc mắt nhìn theo hướng tay của ông Hải ra hướng mấy gốc keo gần đấy. Lúc này tôi mới để ý cạnh gốc keo có một nắm hương và một đống lửa đã tàn. Xung quanh còn vài tờ 500, 1.000 đồng kẹp vào mấy que hương. Ông Hải thấy vậy thì mong mải trở lại cabin xe. Mặc cho tôi đang đứng chết chân, mồm há hốc, hai mắt lạc thần mà ú a ú ớ. Chưa đầy chục giây sau ông quay lại, trên tay là bó nhang và nắm gạo sống và một chai nước suối,
Ông Hải lầm lũi thắp nhang, rải gạo vào nước ra đoạn ven đường, rồi lầm rầm cầu khấn. Chúng tôi là hai kẻ nghèo làm nghề lái xe, vì miếng cơm manh áo mà đêm nay chạy qua đoạn này. Nếu có gì mạo phạm thì xin bỏ qua đừng quấy quá. Này chỉ có chén nước mắm gạo và mấy nén nhang thơm, xin hương hồn cho mượn đường qua lại. Ông Hải khấn vái điều gì lâu lắm, tôi nghe được tiếng được tiếng mất, thành âm xin xít như tiếng rắn thở. Độ 3 phút sau, ông Hải cắm nhang xuống, chắp tay vái thêm mấy vái rồi giục tôi lên xe. Lạ thay, chiếc xe lại nổ máy bình thường như chưa từng xảy ra sự gì. Tim tôi đập như trống trầu, một miệng khô khốc. Lái xe mà hai tay run rẩy, hàm răng va vào nhau lách cách. Đi thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thần trí của tôi vẫn ớn lạnh. Chắc chắn bản nãy tôi đã gặp ma. Vậy là chuyện cõi âm khi lái xe đường dài chạm mặt mà đám tài xế kể nào phải chuyện thêm mắm dặm muối để huyễn hoặc người đời. Cõi vô hình đó thực sự tồn tại. Có điều, có muốn cho người sống thấy hay không thôi. Trong tâm thức của tôi bất chợt nhớ lại chuyện ông bạn, một bảo vệ già ở bến bãi nơi xe tôi hay bốc hàng có kể dạo nọ. Lúc ấy, bản thân tôi còn cho là huyễn hoặc là dọa nạt cánh tài xế chúng tôi. Hôm đó, ông bạn có đơn hàng chạy từ bến xe Niệm Nghĩa ra thành phố Móng Cái. Xe bán tải chạy từ 7 giờ tối đến 2 giờ đêm thì gần đến nơi. Đoạn đường mà xe đi qua là quốc lộ 18, nằm ở xã Hải Đông thuộc địa phận Hải Phòng. Hôm đấy thế nào, thằng lơ xe nó lại nghỉ phép đúng ngày. Hàng gấp mà khách giục nên ông bạn quyết định chạy một mình. Đến cái đoạn này thì đường vắng tanh luôn, bóng đèn thì mờ mờ. Đợt đó trời đang se lạnh, ban đêm thì sương bắt đầu phủ xuống rồi. Mà chạy đường dài nên lúc này ông bạn cũng cảm thấy hơi oải, thậm chí có phần mệt nhọc mấy phần. Nhìn ráo xung quanh xem có cái quán nào không để vào nghỉ ngơi lấy sức hút chạy tiếp. Đang nhìn ngó quanh quất thì bỗng ở đâu xuất hiện hai đứa trẻ con chạy ra làm cái rầm trước xe. Giật bắn cả mình, ông bạn hãi hùng nghĩ bụng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Bỏ mẹ rồi, đụng trúng con nhà người ta rồi. Ông bạn run như cầy sấy, ngồi trên cabin một lúc mới chấn tĩnh hồn vía phần nào. Sau giây phút kinh hãi đó, ông bạn mới xuống xe cầm cái đèn pin xuống rọi, thì lạ kỳ, không có ai hết. Ông bạn nghi hoặc lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng ra, 3 năm rõ 10 là đụng trúng cái gì mà. Tiếng động rõ to chứ có phải mơ đâu. Ông bạn cẩn thận, xem xét thêm lần nữa. Chiếc đèn pin trong tay lại từ từ rọi hết trước sau, rồi gầm xe cũng không thấy gì luôn. Ông bạn bần thần hồi lâu rồi khẳng định mình nằm mơ. Đang loay hoay định lên xe vọt đi thì một cảm giác rùng mình len dọc sống lưng làm ông sợn gai ốc. Một bàn tay ở đâu bất thình lình chạm vào người ông. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay chuyển sang người ông bạn trong giây lát. Ông bạn sợ điếng hồn, đánh rơi cái đèn pin trong tay. Liền lúc đó có tiếng trẻ con nói vọng ra, thứ âm vang xa lạ, thoát tục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Ông ơi, ông đụng trúng tụi con rồi nè. Đau quá ông ơi. Ông bạn người nhũn như con chi chi, từ từ quay người lại thì cha mẹ quỷ thần ơi, chân ông bạn lúc đó như đeo hàng nghìn tấn sắt đổ bê tông. Hai chân muốn bể chảy mà như có một sức mạnh vô hình cứ dán chặt dưới đường, người không nhúc nhích được. Trên người có cái lông nào thì dựng sạch. Đập vào mắt ông bạn là một hình ảnh vô cùng tẩm lợm. Đứa bé dáng người nhỏ lắm, độ 8-9 tuổi, hình thù quái dị, phần đầu thì nát bét rồi không nhận dạng được, chân tay thì lủng lẳng quần áo rách dưới. Giây phút đó ông bạn cảm tưởng tim mình đập còn nghe rõ như tiếng máy nổ, người run còn chẳng được, ú a ú ớ. Đứa bé đó còn phát ra tiếng rền nghe rất man dở.
bản thân ông bạn là dân tài xế lại cứng bóng vía. Mấy cái chuyện thấy người bị xe cán cũng quen nên ông vẫn trụ được. Nhưng suốt mười mấy năm chạy xe, chưa bao giờ ông hãi hùng như lần này. Đứa bé bị nát đầu mà còn nói chuyện được thì đây là lần đầu. Ông bạn á khẩu không nói thành lời, đang chôn chân đợi hồn nhập vào xác, thì ở đâu có con bé chạc 7-8 tuổi đang lóc ngóc bỏ từ gầm xe ra. Ông bạn há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng lúc nãy rồi thì không thấy gì hết. Con bé thì mặt mày trắng bệch, tay phải bị nát bét, hai chân cũng vậy, cứ nằm lết dưới đường rồi tiến về phía ông. Miệng con bé ngoác ra đến mang tai và cứ nhoẻn miệng cười, mồ hôi vã ra như tắm. Ông bạn kinh hãi thét lên. Phúc tổ mà dày cho ông là không hiểu lúc đó sức mạnh phi thường nào mà ông có thể nhảy lên được cabin đóng cửa cái rầm. Cố nổ máy mà không hiểu, xe dở chứng không sao nổ được. Hai đứa bé kia thì lúc này đang đứng trước mũi xe, tay cứ vẫy ông. Chúng cười một cách kinh khủng man dở. Người ông Chí run như cầy sấy, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc, ông cũng mặc kệ. May sao lúc đó xe nổ được máy, lấy hết sức bình sinh nhấn ga, lao thẳng vào hai đứa. Cái cảm giác tông chúng vào như lúc đầu luôn. Ông bạn xám ngoét mặt mày nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa bé đó vẫn lòi ngòi bỏ rồi đứng dậy. Tiếng cười man rợ vẫn văng văng như đeo đuổi mình. Chạy một mạch đến nơi là 4 giờ sáng, ngồi uống cốc nước xong, ông quyết quay xe về luôn. Một phần vì nóng ruột, phần thì cũng hơi sợ. Sau lần đó ông bạn bỏ lái buôn và xin vô làm chân bảo vệ tới tận bây giờ. Hay như chuyện thằng Minh bị ma dắt ra nghĩa địa, tôi cũng mới nghe dạo cuối năm. Số là đêm hôm đó nó có chuyến hàng ngày 28 âm lịch cũng bốc hàng từ bến xe này đi lên Mạn Hà Giang. Dân nghèo nàn với nhau, dù cận Tết nhưng ham kiếm tiền nên cứ có việc là quất thôi. Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Con đường cao tốc không còn bóng xe nào qua lại, cũng không biết chạy đi bao xa. Cơn buồn ngủ ập tới làm thằng Minh ngáp dài. Gã với tay móc điếu ba số rồi châm nhanh. Hơi thuốc làm gã tỉnh táo ra mấy phần. Chiếc xe cứ lao vụt trên xa lộ. Gã thấy cổ họng chua lòm và bụng réo ủng ục vì chầu rượu hồi chiều. Gã chép miệng lít điếu thuốc rồi tạt xe vào quán phở ven con lộ còn sáng đèn. Chủ quán, cho tôi phở gà. Tiếng gã mệt mỏi cất lên, đặt chùm chìa khóa lên bàn, mắt hướng ra không gian còn mở tối. Gã nhận ra ánh sáng hắt ra là từ hai chiếc đèn lồng được làm theo lối người tàu treo ngay đầu tiệm, làm cho không khí trong tiệm có phần âm u lắm. Và chủ quán lại đội nón sùm sụp, làm gã cảm thấy không thoải mái. Chủ quán cũng không nói năng gì, lặng lặng gục đầu mà cúi xuống làm phở. 5 phút sau, chủ quán rất nhanh bê bát phở ra. Tô phở gà nghi ngút khói đặt trước mặt. Gã đói đến sôi ruột, mau mải rút muỗng, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở. Chợt gã nhăn mặt, phun luôn đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng, rồi đập bàn quát. Chủ quán đâu? Mày nấu thịt thiêu cho khách à? Làm ăn thế này thì dẹp tiệm luôn đi. Người chủ quán đã đứng sau lưng gã từ lúc nào, nhẹ nhàng chễ cái nón che kín dung nhan xuống và cất giọng trầm đục. Chắc mày ăn nhầm miếng da bụng của tao đó. Tao chết mấy năm rồi, da thịt thối nát hết rồi còn đâu. Nói rồi, tên chủ quán vạch bụng lên. Từ cái ổ bụng trống hoác ấy, bánh phở và nước lèo tuôn ra ồng ộc, hòa lẫn máu huyết, tạo thành thứ nước nhợ nhợ nâu xịn. Thằng Minh tái mét mặt, đái tổ tổ ra quần, rồi bán sống bán chết bỏ chạy thục mạng ra ngoài con lộ, gập bụng nôn ra mật xanh mật vàng. Thứ nước vỡ tanh tanh còn đọng trong cuống lưỡi, làm gã móc họng đến bật máu. Đến khi nước mắt giàn giụa tỉnh táo được phần nào, thì gã kinh hãi nhận ra làm gì có quán phở nào. Chỗ gã đang đứng
là một khu nghĩa trang hiu quạnh, xung quanh là bao nhiêu mộ mả, cái cũ cái mới chen nhau, mấy tấm di ảnh trắng đen như đang nhìn gã chòng chọc. Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn tin vào lời cánh lái xe ấy. Chiếc xe của chúng tôi cứ thế lầm lũi chạy. Ngồi trong cabin, tôi cũng định thần và cảm thấy yên tâm phần nào. Khác xa với thái độ của tôi, ông Hải hình như đã quá quen với những chuyện này nên chẳng may sợ sệt, mà ngửa cổ tu một hơi sạch cút rượu gần nửa lít rồi kéo áo nằm vật xuống. Có lẽ do mệt mỏi vì chạy xe đường dài, phần vì cũng khá dễ ngủ, nên 10-15 phút đã thấy ông ấy kéo gỗ rồi. Thế là trong cabin chỉ còn mình tôi thức. Xe chạy đến đoạn quốc lộ 1 thuộc địa phận Lạng Sơn. Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã điểm sang là 3 giờ 30 phút rồi. Còn cỡ 15-20 km là đến địa điểm dỡ hàng. Số là ban nãy sau khi chứng kiến khuôn mặt máu me biến dạng đập vào mắt, lại thêm mùi máu tanh, nên tôi gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Mồm miệng lúc này đã tanh ngòm, bụng réo ủng ục. Tôi lờ đãng thở dài một hơi, định bụng quay sang gọi ông Hải dậy kiếm quán cháo ăn lót dạ, thì nhìn quanh chỗ đoạn này lại vắng vẻ, toàn thấy đồng với cả lúa. Nhìn lên phía xa xa thấy có ánh đèn mập mờ, kiểu như ánh đèn dầu phía bên phải đường cứ đưa qua đưa lại, nên đoán chừng là có căn nhà dân hoặc quán xá ven đường. Chạy gần tới đó, tôi cố gắng giảm chân ga cho xe đi chậm rồi quan sát. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ tầm 26-27 tuổi, trên tay bế đứa trẻ nằm ngửa trong tấm chăn sờn cũ, áng chừng độ ngoài 6-7 tháng thì phải. Người đàn bà đứng im trong màn mưa lâm râm, tay cầm cái đèn dầu, dưới chân là chiếc ba lô khá cũ dính nhớp nước mưa và đất cát, ra hiệu xin đi nhờ xe. Tôi thấy lạ nên chậm chậm tạt xe qua, ngó đầu sang bên hỏi thật tình. Có chuyện gì vậy chị? Có cần em giúp đỡ gì không? Sao đang đêm lại ra đây thế này? Người phụ nữ đội nón lá sùm sụp, tóc đẫm nước mưa không thấy rõ dung nhan. Người đàn bà đó không nói năng gì, chỉ gật đầu. Nhìn ánh mắt người đó, tôi biết có điều gì đó khó nói, nhưng thương cảm không thành lời. Đánh ánh mắt ra ngoài màn mưa lâm râm, tôi phải mở cửa xe chạy xuống kêu chị lên thùng xe, rồi có gì nói sau. Xe của tôi có chế độ một khoang thùng phía sau ghế tài chính, rộng độ 1 mét, hai mẹ con nhà này có lẽ ngồi vẫn đủ. Sau khi cẩn thận bố trí xong xuôi, tôi lên xe nổ máy. Chạy được chừng 150 mét thì tôi thấy bên đường có hai cái miếu nhỏ nằm sát bên đường. Hai bên đường khá trống vắng, chẳng có ai làm tôi rậm rột nghĩ. Quái lạ, hai mẹ con này cũng bạo gan thật, đêm hôm không sợ cướp bóc gì mà đứng ở đây. Đang miên man thì nghe tiếng người đàn bà đó hỏi. Chú chạy lên Lạng Sơn à? Chú cho tôi đi nhờ lên đó được không? Tôi rít một hơi thuốc rồi thật thà đáp. Vâng, em lên đổ hàng cho bến trên đó. Chị đi tới đâu thì nói để em dừng xe nhé. Thế chị ở đâu lên đây có việc gì gấp mà đêm hôm thế này? Người phụ nữ ngồi tâm sự bằng giọng trầm buồn, âm điệu nghe có gì u uất lắm. Chả giấu gì chú, quê chị ở Tiền Hải, Thái Bình. Cách đây gần 3 năm chồng chị nói lên Lạng Sơn làm ăn, mà suốt từ hồi đó cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Chị có thai cũng không biết, giờ đẻ rồi chồng chị cũng chưa hay, nên hôm nay chị mới lặn lội từ quê lên đây đi tìm chồng. Tôi thở dài lẩm bẩm. Chị ở thứ em nói thẳng, chắc lại bổ bịch cái gú rồi bỏ bê vợ con. Rõ khổ, đêm hôm còn nhỏ như này hành tội nó. Thế cháu nó được mấy tháng rồi chị? Người đàn bà vỗ vỗ cái chăn quấn đứa bé rồi gục đầu đáp. 10 tháng rồi chú ạ. Thế chú có vợ con gì chưa? Tôi gãi đầu đáp. Nhà em ở Hải Phòng cũng có một vợ một con trai rồi chị ạ.
Người đàn bà im lặng không đáp. Tôi liếc mắt lên kính chiếu hậu rồi trầm ngâm không nói gì thêm. Mấy giây sau, cuộc trò chuyện lại tiếp tục rôm rả. Tôi và người đàn bà quá giang đó vừa đi vừa nói chuyện mà không biết tới trung tâm thành phố Lạng Sơn từ lúc nào. Bây giờ cũng hơn 4 giờ sáng rồi. Tôi chậm chậm đánh xe một lượt kiếm quán ăn lót dạ. May mắn thay, hàng phở đã mở cửa rồi. Tôi quay ra xe gọi ông Hải dậy ăn cùng mà ông ngủ say quá. Hơi rượu bốc lên nồng nặc nên lại tặc lưỡi quay vào quán. Nhìn sang phía hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp kia cũng thấy ngủ rồi. Thế là tôi khóa cửa xe, lục tục mỗi mình xuống ăn. Đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt bò béo ngậy thì thấy ông Hải lóc ngóc xuống xe rồi đi vào quán. Cũng chẳng thấy hỏi về hai mẹ con người đàn bà kia. Tôi ăn xong thì kêu thêm một bát cho hai người mẹ. Ông Hải thấy vậy thì giật mình, lại nghĩ tôi ăn chưa đủ nên nói đùa. Nhà anh Nghiêm ăn gì mà khỏe thế? Ăn cả hai bát cửa. Sao không ăn luôn còn gói mang đi làm gì? Tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi bê bát phở ra xe cho người kia. Ra tới xe, lạ sao xe trống không, chả thấy mẹ con người kia đâu nữa. Nhìn ra đường trước sau vắng tanh, nghĩ bụng chắc là mẹ con đi giải quyết, nên tôi đứng đợi một lúc nhưng cũng chẳng thấy đâu. Như có linh tính mách bảo, toàn thân tôi chợt nổi gai ốc. Một nỗi hoài nghi bắt đầu xâm chiếm dần tâm trí. Cảm thấy hơi lo lo nên quay lại quán hỏi ông Hải. Bố có thấy hai mẹ con đi nhờ xe xuống lúc nào không? Ông Hải đang xỉa răng. Nghe tôi hỏi vậy thì trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Hai mẹ con nhà nào? Bố làm gì có thấy ai đâu. Nhà anh Nghiêm mơ ngủ đấy hử? Tôi tái mặt, kéo ghế lại rồi ngồi nói chuyện đầu đuôi cho ông Hải nghe. Thì ông ấy bảo: Thế ngồi chờ thêm lúc nữa xem thế nào, khéo đưa con đi đái ỉa cũng nên. Rõ khổ, đêm hôm còn tha lôi con ra đường làm gì không biết. Hai chúng tôi đợi thêm 15 phút cũng chẳng thấy hai mẹ con đấy đâu. Ngước nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ sáng rồi. Chắc mầm hai mẹ con đi trước cũng nên. Kêu ông Hải lên xe chạy tiếp. Vừa đi, vừa quan sát xem có thấy hai mẹ con trên đường không. Suốt quãng đường tới chỗ lấy hàng tầm 5 cây số cũng không gặp nữa. Chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu như đêm đó xảy ra một sự việc kỳ lạ. Hay đúng hơn là thế giới cõi âm lại một lần nữa tìm về. Sau khi trở vào bến bãi, tôi và ông Hải nhanh chóng cho đám cu li dỡ hàng, đoạn nhanh chân ký giấy giao nhận hàng hóa. Chủ hãng xe mới điện lên thông báo về việc sáng mai chuyển nguyên vật liệu xây dựng cho một công trình cách đây 30 cây số. Cực chẳng đã, tôi đành thở dài chấp nhận, dù bản thân rất muốn nhanh chóng trở về đưa vợ con đi du xuân. Bị đưa vào thế bí nên tôi và ông Hải chỉ biết nhìn nhau cười chua chát và mau mải đi tìm một nhà nghỉ tồi tàn ở cho có lệ, vì thời tiết trên đây có lẽ lạnh gấp đôi dưới Hải Phòng. Sau khi nhận phòng, tôi mệt mỏi chìm nhanh vào giấc ngủ. Nhưng từ lúc gặp hai mẹ con đó, tôi đều chập chờn mơ thấy bóng họ. Người đàn bà cứ đứng im lìm cất tiếng khóc nỉ non, còn đứa bé thì khóc ngặt nghẽo. 4-5 lần như thế, tôi chẳng thể ngủ lại dù đôi mắt đã sắp sụp mí. Tôi mệt mỏi trở ra rồi rất nhanh quay vào kéo ông Hải đi nhậu cho giết giờ. Tài xế mà, xa vợ xa con thì quạnh quẽo lắm. Mãi đến 6 giờ tối tôi mới dìu ông Hải đã chân đăm đã chân chiều về. Đến lúc này tôi mới có thời gian quan sát lại căn phòng mới thuê. Tồi tàn là hai từ không đủ để diễn tả. Cây xà ngang ở khung cửa phòng nhà nghỉ này xệ xuống thật thấp, khiến những ai vô ý có thể bị đụng đầu. Mạng nhện răng hầu như khắp nơi, khiến tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể để như vậy được. Bên trong căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ chút ít ánh sáng yếu ớt mùa đông hắt vào
qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Tôi bước về phía đó, sát góc buồng đưa mắt nhìn ra xa, một màn sương bao phủ rộng ngút tầm mắt. Tôi thơ thẩn nghĩ đến món thịt chó lạ miệng ban nãy, rồi cúi xuống đặt ngọn đèn dầu mà ông chủ nhà nghỉ mới đưa vì điện mới mất. Cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường, miệng lẩm bẩm. Nguồn ánh sáng duy nhất, hy vọng nó đủ sáng. Cũng gần sáng rồi, thế là hết Tết. Tôi ngồi xuống giường rồi nhìn quanh căn phòng u ám. Ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ leo lét chiếu sáng một khoảng. Trên chiếc bàn nhỏ có một chiếc đài cổ lỗ thô kệch, một cái gạt tàn thuốc đã ố vàng. Tôi tò mò cầm ngọn đèn dầu tiến lại rồi cẩn thận chốt lại cánh cửa. Thèn cửa bên trong khá to, đã rỉ sét, chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bặm. Tôi thở dài rồi tiến lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống, nhìn vào gầm giường theo thói quen và thốt lên. Đặc điểm của căn phòng nhà nghỉ này là tất cả đồ đạc đều cũ kỹ một cách bất thường, và đâu đó thoang thoảng mùi tanh rất nhẹ. Có lẽ cũng bất thường như cái món thịt chó của hàng quán ban nãy còn đọng lại trong khoang miệng. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền và màn cửa đều có chung một màu xanh nhạt, khiến căn phòng coi có vẻ trống trải và đặc biệt là khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi ngồi trên một cạnh giường, cố làm quen với căn phòng lạ, và tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng đó là một căn phòng dành cho người chết, hoặc giả như có người chết lảng vảng quanh đây. Bất thình lình, một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn tóc gáy. Một cảm giác ớn lạnh rùng mình sộc vào xương sống, làm tôi bất giác co rúm mình lại. Tôi co ro vào góc giường rồi nhìn nhanh ra ngoài ô cửa. Chỉ còn mưa phùn loang loáng rội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ rậm rạp đang oằn mình dưới cơn mưa như những bóng quỷ vô định. Tôi ngồi bần thần ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, cho đến khi những tiếng chân người đi trên nền sàn gỗ phát ra thanh âm cọt kẹt, làm tôi mệt mỏi choàng tỉnh. Chưa kịp định thần lắng tai nghe thì bất chợt phía cuối giường chợt phát ra tiếng thở dài thật mạnh. Tôi hái hùng quay đầu trở lại. Bên cạnh giường ông Hải đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy o o chứng tỏ ông say ngủ lắm. Tôi liếc mắt quan sát thì bất thình lình phát hiện ra tấm đệm phía cuối giường chợt lún xuống như có ai ngồi. Tôi kinh hãi từ từ ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt tôi nhanh chóng chuyển sang màu xanh lét, cắt không ra giọt máu, vì người đàn bà bế con đã ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt máu me đầm đìa, tay chân dập nát bê bết đất bùn. Những mảnh vải quấn quanh đứa bé con cũng tả tơi từ đầu đến chân. Và đứa trẻ đó ngoái đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hoắm, ngoại trừ hai bàn tay xương sầu đang trờn vờn, có vẻ như muốn chụp lấy tôi. Tôi kinh hãi rụng rời mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Người đàn bà vẫn ngồi đó im lìm nhìn tôi chằm chằm, rồi từ cổ họng phát ra chàng âm thanh cô lãnh, lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng khóc than. Cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hoắm, ngoại trừ hai bàn tay xương sầu đang trờn vờn, có vẻ như muốn chụp lấy tôi. Tôi kinh hãi rụng rời mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Người đàn bà vẫn ngồi đó im lìm nhìn tôi chằm chằm, rồi từ cổ họng phát ra chàng âm thanh cô lãnh, lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng khóc than rì rì. Ngày mai đừng đào móng nhà đó, nhớ kỹ, ngày mai đừng đào móng nhà đó, và đừng động đến con chó trắng, con chó trắng. Tôi ú ớ kêu gào rồi choàng tỉnh. Tôi bật dậy gập bụng thở hồng hộc, hái hùng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Nhìn đồng hồ cũng đổ dần về 5 giờ sáng, tôi chẳng dám ngủ lại thêm rồi móc thuốc ra ngồi hút. Mãi bần thần suy nghĩ cho đến khi tiếng ông Hải thúc giục tôi đi chợ hàng, tôi mới mệt mỏi đứng dậy. Tuyệt nhiên giấc mơ kỳ lạ kia tôi giấu nhẹm đi.
Tôi cùng ông phụ xe nhanh chóng chở đống vật liệu đã đóng gọn gàng từ chiều hôm qua, rồi theo địa chỉ tìm đến. Chủ thầu xây dựng với tôi cũng là chỗ quen biết. Nhắc thấy bóng tôi, ông Sử, chủ thầu bèn gọi giật giọng. Nghiêm ơi, bên này. Tôi cầm theo sổ sách đi ra. Sau khi ký nhận xong, ông Sử bèn thở dài, chỉ tay ra mảnh đất phía tây khuôn viên rồi bảo. Nắn lại đã, đừng về vội. Ở đây làm cho tớ cái chân máy xúc. Chả biết thằng lái xe nó bỏ đi gái gú gì, giờ chưa thấy mặt. Sắp đến giờ người ta động thổ rồi. Giúp tớ cái xong, tớ lại quả cho đôi triệu uống nước. Đôi triệu mà ông Sử nói so với số tiền chạy xe của tôi cũng gọi là cao gấp mấy lần. Nhưng đúng lúc tôi định gật đầu đồng ý, thì lời nói của người đàn bà trong giấc mộng đêm qua lại vang lên. Ngày mai, đừng đào móng nhà đó. Nhớ kỹ, ngày mai, đừng đào móng nhà đó. Như có một sức mạnh vô hình, làm tôi do dự dù số tiền ấy hấp dẫn lắm. May thay tên tài xế xe xúc đã lục tục trở về. Thành thử tôi có cớ thoái thác luôn, đoạn cho anh em trong tổ thợ vận chuyển vật liệu xuống, còn mình cũng nán lại trò chuyện với ông Sử ít lâu. Đúng lúc công việc đang vào cầu, thì chợt nghe có tiếng bàn tán râm ran. Tôi cùng ông Sử mau chóng hạ cốc nước chè và nhanh chân tiến lại xem sự tình ra sao. Giữa bãi đất đang đào lên làm móng, có một cỏ đất cao cỡ hai cái thúng úp. Chẳng hiểu cớ sự ra làm sao, mà khi máy ủi gò đất đi thì phát hiện những đồ gốm ngày xưa. Chôn dưới đó có vài chum vải tiền xu cổ, tám cọc gỗ xung quanh các bộ xương người bị đóng đinh bả vai. Táng giữa các cọc gỗ đó ngoài ra còn có một số đồ gốm xương voi ngựa giao đồng tiền. Tất cả đều được đám thợ dưới sự chỉ đạo của ông Sử và gia chủ khai quật lên. Đoạn nhanh chóng báo cho bên chánh quyền mang về bảo tàng nghiên cứu. Cả đám hồ hởi làm việc mà không biết rằng bắt đầu từ đấy xảy ra những chuyện không may. Ngày chiều hôm đấy, người tài lái máy ủi phát điên dại, mồm nói liên thiên, tự cắn lưỡi, rồi được mọi người đưa đi viện. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đêm hôm ấy mọi người ở lán chạy liên tục nghe những tiếng hú giữa đêm đến rợn người. Toàn bộ thiết bị máy móc, máy xúc, máy ủi, máy đóng cọc bê tông đều bị lật chồng ngược lên trời. Một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm đứng cứng đờ, lưỡi thẻ ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất tư thức trong nhiều giờ. Mấy ngày sau đó sự việc vẫn như thế, còn kinh sợ hơn khi đã có người chết. Đó là anh công nhân xấu số. Điều kỳ lạ là chết khi bị tắc đường ruột do ăn quá nhiều đất. Anh em trong tổ thợ bắt đầu hoảng loạn, lo sợ, xì xào bàn tán chuyện quỷ giữ đất phạt tội. Ngày hôm sau vẫn làm việc bình thường, bỗng có tiếng hét thất thanh ở giữa bãi. Khi mọi người chạy đến thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai người công nhân mắt đỏ lòm, quỳ dưới đất. Hai người chặt cánh tay của mình cho người kia ăn. Mọi người lao vào cứu nhưng đã chết trên đường đưa đi viện vì mất máu quá nhiều. Nhìn sang mặt ông Hải, tôi thấy có nét sợ hãi tột cùng. Sau sự việc ấy, anh em công nhân hoảng sợ đều xin nghỉ việc hết. Ông Sử là chủ thầu đã bàn mời thầy về, nhưng thầy nào đến trước bãi đất đều lắc đầu rồi đi về không nói câu nào. Mãi mới mời được một ông người Thái Lan sang nhận lời làm lễ, nhưng ông nói làm lễ xong ông sẽ chết, mà chỉ khắc chế được tạm thời chứ không giải hết được. Mỗi năm sẽ có người chết riêng, chuyện này ông Sử giấu kín không cho ai biết. Thầy nói vì đã phạm phải một trận đồ chấn yểm của người Trung Quốc mà cả khu này bị yểm bùa độc, bùa này không thể giải được. Trận đồ này được yểm vào thế kỷ 11 đến 14, đó là thời nhà Lý, nhà Trần. Nhưng không hiểu vì sao người Trung Quốc lại chấn yểm trận đồ ở đây có mục đích gì. Nghe ông Sử kể mà tôi giật mình kinh sợ, trong thế giới tâm linh huyền bí lại có những thứ hiểm độc đến như vậy. Ngay sau đó, thầy bắt đầu lập đàn làm lễ. Trời đang nắng to bỗng nổi cơn giông gió giật mạnh như vũ bão,
nhưng không hề có giọt mưa nào. Điều kỳ lạ, mây đen giông tố chỉ ở trong khu đất ấy. Trong tiếng gió xen lẫn tiếng gào thét nghe đến rợn người, ông thầy làm lễ suốt 2 ngày 2 đêm mới xong. 3 ngày sau thì ông thầy hộc máu tươi mà chết trước khi ông ấy dặn phải chôn xác thầy đúng khu chấn yểm đấy. Sau đó, người ta xây dựng bình thường mà không có chuyện gì xảy ra nữa. Từ đầu đến cuối, chứng kiến sự lạ đó, bản thân tôi cũng cảm thấy rùng mình. Tôi hoang mang nhớ lại giấc mơ đêm hôm nọ, thầm liên kết các sự việc, mới hiểu rằng mình đã nợ 2 mẹ con người đàn bà đó một ân tình. Do vậy, giấc mơ kỳ lạ đó tôi cũng tuyệt nhiên không kể với ông Hải. Sau khi đánh xong mấy chuyến hàng, tôi với ông Hải mới lắp đặt lên xe trở về xuôi, trong lòng đem theo bao nhiêu hoài nghi thắc mắc về một thế lực mang tên cõi âm. Giữa cái lạnh của đêm đông, làm cho tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt ở ngoài trời. Tôi ngược lại thành phố Hải Phòng, trên xe còn chất đầy hơn 20 tấn sắt thép. Đường xa và leo đèo đã thấy oải người, mà lạ cái cảm giác hôm nay cứ thấy bất an mãi mà chẳng thể lý giải nổi. Trong thùng sau, ông Hải đã mệt mỏi thiếp đi. Tôi tấp xe vào lề đường để buộc lại dây bạt và xuống hút một điếu thuốc cho tỉnh người. Cái lạnh của mùa đông và cung đường cao tốc thoáng mà gió thổi buốt cả da thịt. Chưa hút xong điếu 3 số, tôi bỗng nghe có một tiếng chó rên ăn ngặng đâu đây. Tôi ngó xung quanh thì thấy bên kia đường có một con chó trắng lớn lắm đang lết giữa đường giải phân cách. Tôi nhìn con chó tội nghiệp rồi thầm nghĩ chắc lại bị xe nào chèn vào đây. Thương cảm trào lên, tôi lật đật tiến ra và nhận thấy đúng là một con chó màu trắng nặng tầm hơn 20 kg. Một chân sau đã bị quẻ rơm rớm máu. Tôi bế con chó tội nghiệp rồi mang vào vệ đường cạnh xe, mồm nói thầm: sao mày chạy ra đây làm gì? May là còn chưa nát bét đấy. Nói đoạn, tôi đặt con chó xuống, cũng chẳng biết làm gì hơn vì để giữa đường xe đi không phanh kịp. Quay sang buộc tiếp dây bạt thì đột nhiên có tiếng người hỏi nhát gừng: làm gì đấy? Theo phản xạ, tự nhiên tôi xoay người lại luôn, nhưng không thấy một ai cả. Thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm. Buộc dây xong, tôi quay lại nói với con chó: mày ở đây đi, chắc mai chủ sẽ đi tìm mày thôi. Đoạn lên xe nổ máy đi tiếp. Con đường cao tốc này có 2 chiều, cách mấy trăm km mới có trạm dừng nghỉ. Lại thêm thưa nhà dân giữa đêm khuya này, tôi cảm thấy con đường như dài ra vô tận. Xe đang chạy bon bon thì lại chết máy. Tôi ngán ngẩm thở dài nhìn con xe rồi mệt mỏi mở cửa bước xuống. Nhanh chân đi một vòng xung quanh xe, ngó xem có bị thủng lốp hay bó phanh gì không mà lại lịm máy được. Bực dọc, tôi thầm chửi đồng: mẹ kiếp, cái con đồ kéo A7 này, ông bà chủ mới mua được 3 tháng mà hỏng máy sao được. Đứng kiểm tra xe được tầm 15 phút gì đó, tôi mới lật đật lên xe để thử, thì máy lại nổ bình thường, vào số lại đi, thì vẫn chạy bon bon. Tôi đút con 1280 củi ra, bấm số gọi điện cho thằng Trường đồng nghiệp, vì thằng này cũng hay chạy cùng tuyến đường này, nhưng khác công ty. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, tôi đã nói oang oang: chẳng hiểu sao, xe tao đang đi lại bị lịm chết máy. Liệu xe có bị hỏng gì không mày? Lạ thay, đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng lạ lùng. Vẫn cứ im lặng, mặc dù đồng hồ vẫn báo cuộc gọi kết nối. Bực mình buông điện thoại xuống rồi căng mắt tiếp tục hành trình. Vì sợ con xe lại dở chứng nên tôi giảm tốc độ xuống còn 55 km/h. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 rưỡi đêm rồi. Vì là đường cao tốc nên rất hạn chế đèn cao áp. Đúng là trời mùa đông tối đen như mực, thi thoảng có đèn sáng của xe chạy ngược chiều. Hôm nay là tuần đầu tiên của năm mới nên người ta đi chơi ít,
lượng xe đi cũng ít đi nhiều. Xe tôi cứ thế đi bon bon, được tầm 50 cây số đã thấy trước mặt là đồng bằng rộng mênh mông. Tiếng gió thổi vù vù vào kính xe, làm tôi thoáng co mình trong tấm áo bông nặng nề. Xe lướt nhanh trên đường chập chờn xa xa, thoáng thấy trạm thu phí km 58 cao tốc. Hết con đường cao tốc là đến đoạn đường ngoằn ngoèo nổi tiếng và cũng là đoạn đường khiến tôi lo lắng. Dừng xe bên đường, tôi vào một quán ăn đêm gọi một bát phở bò, đập hai quả trứng lộn món ưa thích của tôi. Dĩ nhiên là vẫn một mình, vì ông Hải đã ngủ là có rời mới gọi dậy được. Chủ quán là một người đàn bà trung niên, ngó chừng ngoài 50. Thoáng thấy tôi cất tiếng trêu chọc: "Trai trưởng lái có khác, hào hoa lắm đây." Tôi mỉm cười nói trêu: "Nhà cô có con gái không? Cho cháu làm rể đi, đang muốn lấy vợ đây ạ." Bà chủ quán cười xòa, bưng bát phở nóng hổi đến, nói giọng trách móc: "Đúng là trai lái xe lằng nhằng đi đâu cũng muốn có vợ. Có rồi muốn nữa hả? Sao không gọi nó xuống ăn cùng để ngồi trên xe kia?" Câu nói của bà chủ quán làm tôi bị sặc khi vừa múc được thìa nước phở. Tôi liếc ra xe trống không rồi nghi hoặc hỏi lại: "Cô nói cái gì? Người yêu nào ạ?" Bà chủ quán vừa nói vừa chỉ tay lên cabin xe tôi: "Cái thằng này đứa nào ngồi... Nó đâu rồi?" Tôi ngạc nhiên: "Cô nhìn nhầm rồi, cháu đi một mình mà." Người đàn bà mỉm cười chống chế: "Chết, chưa già mà đã hoa mắt rồi." Nhưng sắc mặt bà ta có gì đó lạ lạ, nét mặt tựa hồ vừa thấy có gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cắm mặt ăn cho xong bát phở rồi thanh toán tiền ra đi. Đến khi bóng xe khuất sau hương lộ, bà chủ quán vẫn đứng chết chân tại cửa, đôi mắt dõi theo ánh đèn xe mà trong lòng thấy hãi hùng lắm. Còn điều gì thì chỉ mình bà biết mà thôi. Sau khi trả xe vào bến bãi và chia tay ông Hải, cũng là tầm 2 giờ sáng. Tôi nhanh chóng trao biên lai cho cô kế toán, rồi nhanh chân ra nhà xe lấy chiếc Honda, nổ máy đội mưa ra về. Mới 2 giờ sáng bầu trời còn đen kịt. Tuy trên tầng không mưa không lớn lắm, nhưng giả xích lê thê, kéo theo từng cơn gió xe sắt, làm cái giá rét của mùa đông miền Bắc càng thêm giá buốt. Tôi kéo vội chiếc áo khoác rồi lầm lũi chạy xe ra hương lộ, nhắm hướng căn nhà mình ở bên quận Lê Chân. Mùa đông miền Bắc vào cái tháng cuối năm này lạnh lẽo đến tím da tái thịt. Tôi chạy chậm chậm, chiếc Honda cũ kỹ dưới mặt đường loang loáng nước mưa, nên phải mất gần 30 phút mới tới nhà, dù bến xe chỉ cách nhà tôi không quá xa. Căn nhà vợ chồng tôi ở nằm ở cuối một con hẻm nhỏ nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều tôi cảm thấy bất tiện nhất đó là mùa đông thì con đường về nhà tối om như mực, tuyệt không có một ánh đèn đường soi rọi. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới run rẩy đứng trước cổng mà đưa tay tra chìa khóa. Bất thình lình tôi quay đầu lại thì thấy ông Bảo cạnh nhà tiến lại, trên tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ mà rằng: "Sáng nay có hai mẹ con nhà nào ấy tới gửi cho nhà anh món đồ, nói là phải giao tận tay cho anh. Lại dặn là hơn 2 giờ rưỡi anh sẽ về tới. Bác chờ mãi sắp đóng cửa đi ngủ thì mới thấy anh về. Vì người đó đặc biệt căn dặn là phải giao cho anh nên bác mới thức đợi." Tôi gật đầu cảm ơn, thắc mắc: "Giao tận tay cho cháu à? Ủa rồi bác có nhớ người đó ra sao không? Đại để như là cao bao nhiêu, già hay trẻ không ạ?" Ông hàng xóm nhíu mày rồi bảo: "Không, lúc đó trời còn khá tối, người đó lại mặc áo nâu sồng, đội nón lá sùm sụp, trên tay bế theo đứa trẻ con nên tôi không thấy mặt. Nhưng có lẽ là người tốt anh Nghiêm ạ. Còn cho tôi mấy chục ngàn, bảo là cảm ơn đó, và dặn tôi đưa tận tay anh vì vợ con anh về ngoại chưa lên." Ông hàng xóm hí hửng, móc cái bóp ở túi quần sau ra, lấy ra vài tờ giấy bạc
dưới cái ánh đèn vàng vọt của đầu cổng hắt xuống. Tiếng thét thảm thiết của ông vang dọc con hẻm nhỏ. Chỉ nghe giọng ông run rẩy lắp bắp. Tiền, tiền âm phủ. Tôi nhíu mày tiến lại chỗ ba tờ tiền giấy mà ông hàng xóm mới vứt ra cầm lên xem. Thì quả nhiên trên đó là ba tờ tiền ghi rõ ràng ngân hàng địa phủ. Tôi rụng rời lùi lại, luống cuống thế nào lại đánh rơi chiếc hộp đang cầm trên tay xuống. Chiếc hộp bật tung nắp, bên trong là một tờ giấy nhào nát. Tôi run run tiến lại cầm mảnh giấy được ghi nguệch ngoạc trên đó vọn vẹn mấy chữ. Đêm nay ai gọi, đừng lên tiếng. Tôi nghi hoặc, đem theo sự lạ ấy mở cổng vào nhà. Sau khi rũ hết lớp quần áo mưa và mở sáng ngọn đèn neon trong nhà, tôi lật đật tiến lại bàn thờ thắp lên một tuần nhang cho bát hương đỡ tủi lạnh. Vài nhang vừa cháy đỏ, thì tôi chợt giật mình lùi lại mấy bước. Vì cành lộc tết vợ tôi cắm ở cái lọ lục bình bằng cốm, cao chừng hai gang tay, đặt ngay cạnh bàn thờ, chợt rung lên khe khẽ, như có người vừa chạm tay vào. Tôi dùng mình ớn lạnh vì cái giá rét của mùa đông bao nhiêu, thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu. Vì trong cái làn khói mờ mờ của que hương tỏa ra, tôi thấy khuôn mặt của một người đàn bà vừa thấp thoáng ẩn hiện nhìn tôi chòng chọc. Tôi kinh hãi hét lên rồi lùi lại thêm mấy bước. Từng làn gió khẽ rít qua khe cửa, làm cành lộc khẽ rung lên. Tôi nhìn lại bàn thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hóa quốc, nên đứng thử người hồi lâu mới quay người trở vào nhà tắm, đặng tắm rửa nghỉ ngơi sau chuyến xe dài chưa được ngủ ra hồn. Mau chóng tắm rửa qua loa rồi bỏ về phòng. Lúc tiếng cửa gỗ vang lên tiếng kèn kẹt vì bản lề lâu ngày không mở, rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc vọng lại, cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng dừng tắt lịm. Tôi không nhớ mình thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới thấy có 3 giờ 15 phút sáng. Tôi nhíu mắt nhìn đồng hồ rồi kéo cao tấm chăn bông lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm tôi bất giác giật mình ngồi bật dậy theo hướng đối diện với đầu giường. Vì âm thanh rin rít đó ập vào tai tôi từ chính tấm gỗ trên đầu. Tôi nhanh tay với công tắc trên tường, bật sáng ngọn đèn neon máng trên vách rồi định thần quan sát thì chẳng thấy có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm hai mắt tôi sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía phòng đối diện, tôi chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình rất nhẹ. Anh Nghiêm ơi! Anh Nghiêm ơi! Tôi tái mét mặt bật dậy. Lại một lần nữa, tiếng rin rít trên đầu giường lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Tôi hoảng hồn với tay bật ngọn đèn neon rồi thu mình lại góc giường. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần rồi thẳng vào tai tôi. Ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt, mang theo cái hơi lạnh kinh người qua các kẽ hở của cửa sổ mà sộc vào làm tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi lao mình ra cửa. Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở, đột nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, nên loay hoay mãi mà tôi không tài nào mở nổi. Toàn thân tôi lạnh cóng run rẩy, bên tai tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng, rồi tiến sát lại bên tôi. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. Anh Nghiêm ơi! Anh Nghiêm ơi! Tôi tái mét mặt mày, lùi hẳn lại và sực nhớ ra mảnh giấy ban nãy. Tôi ngồi nín thở một lúc thì căn nhà lại im ắng đến lạ. Sau khi trấn an thì một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh. Nội tâm đang đấu tranh dữ dội thì bất ngờ tôi đánh rơi cây gậy gỗ trên tay xuống sàn nhà. Vì mới vừa đây thôi, dưới nhà phát ra tiếng lục tục như có người đang ở dưới. Tôi tái mặt thầm nhủ, hay là nhà có trộm. Tôi lấy hết can đảm
rồi vớ vội cây gậy ở nền nhà, rón rén mở cửa đi ra. Cái cầu thang cũ kỹ khẽ phát ra những tiếng kẹt kẹt dưới từng bước đi của tôi. Nhanh tay bật công tắc của ngọn đèn máng chính giữa nhà. Ánh đèn neon chiếu sáng cả căn phòng khách rộng chừng 30 m². Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh thì không thấy một ai, tôi mới cất lời. Chắc con mèo nào lạc vô lục lọi thôi. Nói chưa dứt lời thì tôi đứng chết chân, mồm á khẩu, run rẩy đi về phía chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Tôi rụng rời hồn vía, run run đánh rơi cái cây gậy trên tay. Vì lúc này, trên chiếc bàn gỗ trơ trọi kê giữa phòng, có một cốc nước đang uống dở, khói ấm vẫn bốc lên nghi ngút. Chưa kịp hoàn hồn thì chỉ một giây thoáng qua thôi, tôi lăn ra ngã quỵ khi ánh mắt quét qua ô cửa sổ. Bên ô cửa đang loang loáng nước mưa, tôi thấy một thân ảnh đàn bà mặc váy trắng toát, da rẻ như bọc sáp đang đứng nhe răng cười với mình. Sáng hôm sau, vợ con và người nhà tá hỏa khi phát hiện tôi đang nằm gục ở cửa phòng. Nghĩ tôi trúng gió nên mau mải bảo mấy người họ hàng hò nhau mà bắt gió bấm huyệt. Một lúc sau thì tôi mới tỉnh dậy, rồi theo phản xạ lùi vào góc giường, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, thần trí đờ đẫn lắm. Mấy người nhà tôi xúm lại rồi mời thầy thuốc về thăm khám. Ông thầy thuốc kiểm tra một lượt rồi chốt bảo bị suy nhược thần kinh. Nhưng đã 5 ngày, thang thuốc về uống cũng không khỏi. Đến lúc này gia đình tôi mới dẫn đi xem thầy bên Mạn Hải Dương. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Lạ thầy mới đến cửa điện thì tôi lại hoàn hồn tỉnh táo như chưa hề xảy ra sự gì. Ông thầy cúng tên Tâm cũng là một thầy cao tay ấn. Sau khi xem xong lá chầu thì phán: Nam mạng này có 3 vong theo. 2 vong là mẹ con chết đường chết chợ mà không được thờ cúng nên không siêu thoát được. Còn một vong hợp mệnh nên cố tình hóa thành con chó trắng để theo về bắt hồn. Dẫu vậy ta tính không nhầm, thì chính đêm hôm đó vì nam này không lên tiếng khi nghe thấy tiếng gọi nên thoát kiếp nạn. 2 vòng mẹ con kia thì vẫn còn ẩn tình lớn lắm. Đến lúc này nghe thầy phán vậy, tôi mới nghĩ tới 2 mẹ con người đàn bà xin quá giang kia. Lẽ nào mình giúp người ta, giờ họ lại hành mình. Để làm rõ sự tình, sáng hôm sau đúng ngày 14 âm lịch, tôi cùng ông Hải lóc cóc đánh xe chạy ra tận địa chỉ người đàn bà đã cho đêm nọ, là một ngôi làng ở Tiền Hải, Thái Bình. Dù bản thân còn rất mệt mỏi, lại thêm việc tìm địa chỉ của người đàn bà kia nói khá là vất vả, nhưng nhờ có ông Hải động viên nên lòng vòng mất cả buổi chiều, cuối cùng hai chúng tôi cũng tìm đúng địa chỉ thì thấy căn nhà cửa khóa ngoài. Tôi tò mò gọi cửa hỏi thăm hàng xóm thì dân quanh đó nói trước có cặp vợ chồng về đây ở. Chồng đi làm trên Lạng Sơn cũng mấy năm rồi. Cô vợ không thấy chồng về nên bế con đi tìm. Nghe đầu trên đường đi gặp tai nạn chết ở đường, chả có ai thờ cúng, nhà vẫn đóng cửa im ỉm suốt bấy đến giờ. Nghe xong, toàn thân tôi đã nổi hết da gà, mặt mày tái mét, để ông Hải phi vội xe về nhà trong đêm luôn. Về đến nhà, tôi đem chuyện gặp vong đó kể hết cho mọi người nghe, thì ông Hải bàn với bố mẹ tôi biện cái lễ nhờ ông thầy bên Hải Dương giúp đỡ. Ông thầy cũng vui vẻ nhận lời, và bày cách muốn cắt vòng thì phải làm lễ đàng hoàng, xin phép chùa trước 2 mẹ con lên. Đến ngày 15 âm lịch, cả gia đình tôi cùng ông Hải lên chùa rồi mời sư thầy đi cùng lên Lạng Sơn. Đến chỗ 2 cái miếu nhỏ tôi gặp thì thấy không ghi tên tuổi gì, cũng khá vất vả để gọi hồn về. Đang gọi thì tự nhiên bó hương cháy bùng lên, rồi đứa em họ theo cùng gia đình tôi lăn đùng ra đất. Con bé cứ dãy nảy lên hò hét. Sư thầy mới lôi tấm bùa yểm sẵn dán lên trán đứa em tôi rồi hỏi: Vong kia, sao không chịu buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi? Ở đây mà phá người khác à? Đứa em tôi mới ú ớ nói câu được câu không, mà cái giọng này tôi nghe quen tai lắm. Lạy thầy, con phải đi tìm chồng con.
nhà anh này đã hứa đưa con đi tìm rồi. Sư thầy nhẹ giọng. Thôi, ẩm dường cách trở, chẳng biết chồng con còn sống không. Buông bỏ mà theo thầy về chùa đi. Sư thầy nịnh thế nào cũng không nghe. Lúc sau, thầy mới lấy roi trừ tà, vụt một lúc, người kia mới chịu theo về. Đứa em tôi tỉnh lại cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Xong đầu đấy, sư thầy mới kêu tôi lại thở dài rồi bảo. Vòng này kể ra cũng cứu thí chủ hai mạng, kể ra thì cũng đáng tội. Thôi thì thí chủ nghe bần tăng, ngày mai lên địa phương xin phép bốc hai ngôi mộ của hai mẹ con về đưa lên chùa mà hương lửa. Dẫu sao cũng là duyên nợ mới tạo ngộ nơi này. Tôi gật đầu làm theo lời thầy luôn. Kể từ đó mỗi lần lên xe tôi đều khấn vái hai vong hồn đó. Và quả thật trên đường luôn gặp vạn sự bình an. Quả thật nhân sinh vô thường, ở hiền tất gặp lành. Để bây giờ ngồi bên ly cà phê đen đá khi tiết chiều tàn canh, những ám ảnh đó mới có thời gian mà chạy ra, mà phơi bày cho bản thân thiên hạ hiểu thấu về cái nghề không phải ai cũng làm được, nghề tài xế. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ chúng ta sẽ đón nghe thêm một câu chuyện nữa. Và câu chuyện vừa rồi của tác giả Mạnh Ninh thì nói về cái sự vất vả của cái nghề tài xế, một trong những cái nghề mà vô cùng là nguy hiểm, được xếp tốt trong những cái công việc mà nguy hiểm nhất. Và cái nỗi khổ của những cái người tài xế, và đặc biệt là tài xế đường dài, thì có thể là bản thân chúng ta là những người không làm nghề, chúng ta không thể hiểu sâu sắc được. Đương nhiên là bất kể công việc gì nó cũng có những cái khổ riêng của nó rồi. Nhưng mà chung quy thì Thuận thấy cái nghề tài xế, người ta gọi là cái nghề bạc, trong tích tắc thôi có thể mất hết tất cả. Cho nên là hy vọng rằng tất cả những người nào làm nghề tài xế, có thể đang là fan của cái người dẫn đường quay âm, thì rất là mong Duy Thuận thật tâm là cầu chúc cho các anh các chị làm nghề tài xế luôn luôn giữ vững tay lái của mình, tỉnh táo trên mọi đường đi, để không, để luôn luôn may mắn, để không xảy ra những cái sự gì cả. Bởi vì phía trước tay lái chính là cuộc sống, và phía sau tay lái lại là gia đình, là cha mẹ, thậm chí là vợ con. Nên rất là mong tất cả những người làm nghề tài xế thì luôn luôn an toàn trên mọi nẻo đường nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa ngay bây giờ nhé. Gần 12 giờ đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã như chút nước, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng xuống từ tầng không. Cây cối trong làng đã đổ rạp cả ra đường, hoa màu bị báo đánh cho tan tác đến thảm hại. Những rặng tre làng Biến Hòa đang oằn mình dưới sức gió cuộn cuộn ập tới. Trên triển đê thuộc phố An Sương, làng Biến Hòa, nước lũ ở con sông Cả đã lên đến lấp lửng, có chiều sắp tràn bờ đê. Dân làng đang hò nhau oằn mình mà kéo đám tre già, tre non. Có kẻ vác cả đá, gạch, tất thảy đều điên cuồng gắng sức mà vá lại con đê vì bão gió ngày một lớn. Cứ cái đà này, kiểu gì cũng vỡ đê. Khúc đê cao bằng đống rơm chạy dài hàng trăm trượng, nghe chừng đã oằn mình hết cỡ. Hai ba đoạn kẻ đá đã sụt lún. Tiếng ầm ầm răng rắc, tiếng cào thét ầm ầm nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tiếng sấm sét và ánh chớp rập trời. Làng Biến Hòa có cả thầy 3.000 hộ dân, thì 9/10 trai đinh đều có mặt từ sáng. Họ điên cuồng chặt cây, chuyển đá mà quyết cứu lấy con đê duy nhất, quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Kẻ rào, kẻ rửa, kẻ thuồng, kẻ cuốc cứ điên cuồng mà dùng hết sức bình sinh mà hùng hục làm. Kẻ vác đá, kẻ kéo cây, người nào yếu sức cũng bặm môi mà đội đất, xúc gạch phòng. Rồi nào đắp, nào be bị bõm dưới bùn lầy đang ngập gần đến đầu gối, và mỗi lúc một lên cao. Kẻ nào kẻ nấy ướt như chuột lột, dù vậy dân làng vẫn gắng chút hơi tàn
mà nhất định không bỏ cuộc. Tiếng trống đánh liên thành đấu lại cả sấm trời, tiếng kèn trên tay thằng mõ điên cuồng như năm gặp hạn cháy nhà, tiếng gào thét đến lạc giọng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp, tiếng hò rô đẩy tảng đá to cỡ mấy người ôm, nhưng dường như tất cả chỉ như dã tràng xe cát. Trên trời, mưa vẫn trút xuống ầm ầm như tát nước. Đất đá ở triền đê đang sụp lở từng mảng to như cái chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng lên cao, áng chừng đã tới bẹn mấy con mẹ đĩ đang oặt lưng mà kè bờ. Mấy ngàn người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai, nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi. Thế đê cao cỡ đống rơm lại ọp ả ọp ẹp, thì làm sao mà chống lại được thế nước cuồn cuộn đục ngầu. Nhưng không cứu đê thì chỉ có chết, lũ vào là mất sạch, chết sạch. 3.000 hộ dân trong cái làng bần nông này chỉ có nước mà chết đói. Họ sót mạng 3 phần thì 7 phần sót của. Vụ mùa sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn giông bão thì chỉ có đi toi. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm? Lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bĩ cực? Phú hậu Việt Toàn đang đứng trên một mô đất cao. Giọng ông Phú đã khàn đặc vì hò hét, vì chỉ đạo. Manh áo dài đã thấm đẫm bùn lầy. Dòng bão làm chiếc khăn xếp nghiêm nghị mà ông Phú Toàn luôn chỉnh trang cẩn thận mỗi khi ra đường đã bay cha nó đi đằng nào. Ông Phú còn tâm trí đâu mà lo cho cái hình tượng của bậc trí thức. Anh Cán, bảo bà con kéo đá ra nhanh lên. Thằng Dần đâu? Đưa đội thuồng ra vạc mép bờ, nhanh chân lên còn kẻ đá vào đó. Ngừng một hơi, ông Phú Toàn lại tiếp tục gào thét đến lạc giọng. Trương La đâu? Thúc đoàn đầu kéo hết người ra đây. Chỗ này thụt lún lắm rồi, nhanh cái chân mày lên. Ông Phú Hậu Toàn năm nay ngoài 40 tuổi, là một trong những chức sắc có tiếng ở cái làng này. Ông Toàn đỗ 2 kỳ thi hương, thi hội, nhưng nhất định không chịu tham gia kỳ thi đình. Cả cái làng này đều biết dạo năm thìn cách đây đúng 2 con giáp. Ông Phú Hậu Toàn là một tay hay chữ, sinh ra trong một gia đình 3 đời làm quan. Ông cũng mang trong mình cái mộng làm quan để rạng danh tiên tổ, dòng tộc. Ngặt nỗi đến khi tham gia kỳ thi đình, lão quan chủ khảo lại gợi ý ông phải lo lót. Vốn tính chính trực, ông từ chối luôn và làm đơn tố cáo lên tận triều đình. Nhưng khổ nỗi quan trên các ông ấy bao che cho nhau, chán nản thói nhũng nhiễu nên ông bỏ thi luôn, về làng mà làm ông Phú sống giữa bà con làng mạc. Khác xa với phần lớn đám cường hào ác bá trong làng, ông Phú Toàn đem nhân nghĩa mà đối đãi với kẻ ăn người ở. Phàm là người trong làng, bất kể nhà ai giàu có hay nghèo nàn, mà có việc có cửa nhà ông Phú Hậu Toàn đều giang tay cứu giúp. Thành thử ra dân làng coi ông như vật sống. Cơn giông bão chiều nay ập về nhanh quá, thành thử mọi người không kịp trở tay. Bốn dĩ dân làng đa phần làm nông, nên chỉ cần nhìn cỏ gà hoặc nhìn ánh sáng của vầng trăng là có thể đoán định được năm nay mưa lũ hay hạn hán. Kỳ thực, việc chuẩn bị để gia cố con đê đã được dân làng cố gắng hết sức từ cách đây gần nửa tháng. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cơn bão năm nay ra chiều lớn lắm, có chiều bằng 5-6 cơn bão mấy năm trước dồn lại. Mới cuối giờ Dần, làng Bến Hòa đang chìm trong giấc ngủ. Riêng ông Phú Hậu Toàn đã cảm thấy có điều không lành. Số là lo lắng cho dân làng bằng cả cái tâm, nên mấy đêm liền ông Phú Hậu không chợp mắt được. Cứ ra đứng vào trông rồi bấm độn tính toán, lại học cách của tiền nhân là xem rễ xi và cỏ gà để đoán định thời cuộc. Sáng hôm nay như thường lệ, ông Phú Toàn vẫn trong ngọn đèn dầu mà trầm tư suy nghĩ. Ngày chiều hôm qua, ông đã cho người đi thư chuyện cho đám lão chánh tổng họ Nguyễn tên Linh và mấy lão hương thân nhằm thông báo dân làng nên chuẩn bị thu hoạch sớm vì cơn bão có thể ập đến trong vài ngày tới. Ấy vậy mà mấy lão già đó nào có nghe. Ông Phú Toàn ức chí lắm nên trong chiều hôm đó đã sai gia nhân và bản thân mình chia nhau đi mỗi người một ngả mà khua chiêng gióng trống báo động cho bà con.
Lão Chánh Linh nghe thằng người ở báo lại thì cáu lắm, mặt hầm hầm đập bàn quát. Chặt chả cái thằng Phú Hộ Toàn to gan, nó dám cho người đi báo cho đám dân đen nhanh chóng thu hoạch hoa màu vì báo sắp về. Nó làm thế thì nó coi chúng ta ra gì không? Nó qua mặt các ông, qua mặt cả cụ đây này. Lão Hương Lý nghe vậy thì dè dặt bảo: Bẩm cụ, nhớ đầu lão đoán định đúng thời tiết thì sao? Dù gì lão cũng đỗ kỳ thi hương, chứ có phải loại bụng không có miếng mực nào đâu. Lão Chánh Linh nghe thấy thế thì điên máu, đập bàn quát: Tiền sử cha nhà mày, mày nói thế qua bằng mày bảo cụ, bảo chúng mày là phường Bù Nhìn à? Ở cái làng này có ai mà không rành thời tiết như ta? Ta nói đúng không thầy đội? Lão thầy đội mặt quát tay rơi, lại nổi tiếng xu lịnh, đang tóp má bắn bi thuốc lào. Nghe lão Chánh Linh nói thế cũng chẳng hiểu đầu cua tay nheo mà hùa theo luôn. Dạ bẩm cụ dạy chí phải, chí phải ạ. Lão Chánh Linh gật gù rồi quay sang đám hương thân mà tiếp tục: Thế các ông có cao kiến gì cứ trình bày, để cụ còn liệu mà xử lý thằng ôn con Phú Hộ kia cho đỡ ngứa mắt. Lão thờ lại gấp chiếc quạt nan trên đó có cái bài thơ tiếng tàu rồi cho mày suy nghĩ. Vài giây sau thủng thẳng vuốt chọc đầu con kiến mà tâu chỉnh: Bẩm cụ, chuyện đó thì có gì khó đâu. Một mặt cụ cứ báo quan trên là lão Phú Toàn tung lời yêu ma làm thất thoát lương thực để quan trên tống lão vào tù. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ ấy, là tìm mọi cách moi sạch tiền của đám dân đen trong làng. Báo sắp về rồi, thế nào chúng nó chả tích tiền bạc của ăn của để trong nhà. Cụ cứ lấy cớ là quyên góp để lấy tiền tu sửa con đê. Đứa nào mà không chịu xỉ tiền ra, cứ hỏi đôi roi xong của thầy đội. Tôi tính vậy cụ xem có được không? Lão Chánh Linh đập đùi đánh đét rồi chỉ tay bảo: Đấy, cứ phải như thầy thơ. Lại có phải cụ đỡ nhọc lòng không? Này nhá, mình đẩy nó vô tù, tiền của đám kia mình cứ bỏ túi mà chia nhau. Lũ lụt mà, ai biết ma ăn cỗ lúc nào, đúng không các ông? Lũ càng to, cụ mày càng có cớ ăn chặn, có tiếng có miếng, bố thằng nào chả ham. Đám hương thần hùa theo, rồi cho đó là cao kiến lắm. Năm nào cũng vậy, cứ lũ về là tài sản của chúng lại nhiều lên. Ai sống cứ sống, ai chết mặc chúng chết. Ấy vậy mà từ khi Phú Hộ Toàn về làng, thì việc lừa gạt đám dân đen có phần khó hơn hẳn. Đã từ lâu, lão Chánh Linh đã coi ông Phú Toàn như cái rằm trong tay, cái gai trong mắt sớm muộn cũng phải diệt trừ. Nhân cơ hội này đến, lão Chánh Linh dạy gì mà tha cho. Lão không đắn đo mà sai thằng Nam là chân chạy việc vặt, nhanh chóng thúc ngựa lên báo quan việc làm của ông Phú Hộ Toàn. Một mặt, lão sai đám thầy đề thúc lính gióng đi quyên góp mà cứu lấy con đê. Lão Chánh Linh rít bị thuốc lào long sòng sọc, khẽ hấp háy đôi mắt lườn mà nghĩ thầm trong bụng: Thằng ông con Phú Hộ Toàn, phen này thì mày chết với cụ. Mày bao phen đâm bị thóc chọc bị cào làm cụ khốn đốn, quả này thì chết con nhớ Toàn nhớ. Trở lại với nhà ông Phú Hộ Toàn, trước lúc chia đám gia nhân ra đi báo tin cho khắp cả làng, ông bá Hộ Toàn đã đặc biệt gọi thằng Tún là đứa ở đắc lực nhất lại mà căn dặn: Tún ơi, còn nhớ báo cho bà con thu hoạch không ngơi tay nhé. Tối thì trong đuốc mà gặt, khoai sắn có bao nhiêu cũng nhổ sạch lên. Giờ đến mai phải ra sức mà thu hoạch. Năm này bão to lắm, không nhanh là chết đói cả làng đấy con nhá. Thằng Tuấn lắng nghe không sót một chữ nào. Trước lúc chia tay ở ngã ba để mỗi người đi một ngả, ông bá Hộ Toàn còn gọi với theo căn dặn: Nhớ con nhá, đêm thì ở trong đuốc mà gặt. Thằng Tuấn giả một tiếng rồi nhắm hướng tây làng chạy gấp. Mãi tới tận tối mịt ông Phú Toàn mới trở về.
Bà Phú biết tính chồng mình lo cho dân, nhưng mấy hôm nay ông thức trắng đêm, bữa cơm cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ, nên bà xót lắm. Bà Phú bưng bát cháo gà còn bốc khói nghi ngút lên cho chồng, rồi nhẹ giọng: "Ông ơi, tôi biết ông lo cho dân làng lắm, nhưng ông cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Mấy hôm ông không ngủ, cơm canh thì bê trễ. Cứ đàn này báo chưa về, ông đã đổ bệnh thì nguy to. Ông thương dân thì thương cả thân tôi với ông ơi. Ông mà làm sao thì cái nhà này biết như thế nào? Mẹ con tôi biết dựa vào ai?" Ông Phú Toàn hút miếng cháo, chỉ thấy cổ họng đắng chát. Ông Phú mệt mỏi đặt bát cháo xuống, mắt nhìn ra nền trời đen kịt rồi bảo: "Bà đừng có lo cho tôi tự biết lo cho mình. Năm nay báo to lắm, đám chánh tổng lại không chi ra đồng nào cứu đề. Tiền bạc tôi đã bỏ ra tới cả mấy chục lạng vàng rồi mà như muối bỏ bể. Phen này khéo nguy to." Bà Phú nhìn gương mặt suy tư của chồng mình mà nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Như sực nhớ ra điều gì, ông Phú quay sang bảo vợ: "Thóc cạo đã để cẩn thận chưa? Giữ cho khô ráo kỳ này, tôi nghĩ chắc phải mở kho phát triển lớn lắm bà ạ. Còn đám gia nhân trong nhà, bảo chúng nó đưa hết người thân đến nhà mình mà tránh báo bà ạ." Bà Phú gật đầu: "Vâng, ông dạy tôi xin nghe. Làng này thật có phúc khi có người như ông. Tôi đã thu xếp chu toàn rồi ông ạ." Ông Phú chỉ khẽ gật đầu không đáp. Bà Phú căn dặn mấy câu rồi cũng trở ra, không muốn làm phiền lúc ông suy nghĩ. Cho đến giờ Sửu đêm hôm đó, nhà ông Phú Toàn đang im lìm trong giấc ngủ, thì tiếng hô hoán của ông làm cả nhà hơn chục người đều choàng tỉnh. Ông Phú mặt tái nhợt gọi thằng Tún tập trung tất cả lên nhà chính, rồi gấp gáp bảo: "Nguy to rồi, bão sắp về. Ta thức nhìn trời thì nhận thấy trời không có gió và bầu không khí bỗng dưng yên ả, đứng gió lắm." Nói đoạn, ông Phú Toàn chỉ tay vào cái ao cá trước nhà rộng chừng 2 sào đất mà bảo: "Cái ao nhà mình kia kìa, mặt nước cũng phẳng lặng tuyệt không chuyển động. Các người thử hít một hơi thật sâu xem. Trong không khí có mùi ẩm mục mà cây cối thải ra. Rõ rệt nhất là mùi như phân trộn. Bão đến rồi." Không chậm trễ, ông Phú Toàn quên cả sọ cuốc mà lao nhanh ra ngoài cổng, mồm hối thúc: "Nhanh, nhanh đi báo cho bà con dậy hết ra cố nhà cửa ra mà giữ đê. Nhanh lên, chết cả lũ bây giờ." Trở lại thực tại, khúc đê sắp sụp đến nơi, mấy chỗ kè đá bị dòng nước hung hãn đánh tan nát. Ông Phú ngồi sụp xuống gào lên rồi thổ ra một bụng máu. Thằng Tốn đứng cạnh hầu, thấy thế thì hãi quá, lao lại cõng ông Phú Toàn chạy luôn. Lúc này thằng Tốn chỉ lo cho sức khỏe chủ mình, mặc mẹ đê điều đang bị nước lũ cào xé. Thằng Tốn chỉ nghe tiếng ông Phú thều thào trước khi gục xuống ngất lịm trên vai mình. "Bảo bà con, chạy, chạy đi con ơi." Trong đỉnh làng lúc này lại là một không khí hoàn toàn khác. Đèn đuốc được đám gia nhân nhà lão Chánh Linh thắp sáng trưng. Nhà lệ lính tráng kẻ hầu người hạ đi lại rộn ràng như nhà có tiệc cưới. Trên sập gỗ lim bóng loáng kề ở gian giữa, lão Chánh uy nghi chêm trệ ngồi rung đùi. Miếng thịt gà còn rát vào kẽ răng làm lão khó khăn lắm mới móc ra được. Đã vậy, lão còn đưa lên mũi người rồi lại đút nhanh vào miệng. Lão Chánh Linh cứ thế mà ung dung hưởng thụ, mặc kệ ngoài kia gió rít, mưa gào và nước lũ cuốn ngập đầu làng. Lão quẹt đám mỡ gà còn dính đầy mép và mấy cọng râu lơ thưa, rồi với tay lấy tích nước trà ngửa cổ tu ừng ực ra chiều khoan khoái lắm. Bữa cỗ làm cái bụng lão Chánh Linh hơi ỉ ạch. Lão ngã người ra sập rồi dạng chân mà gọi cụt lộn: "Chúng mày đâu? Bóp chân." Bên chiếu dưới, chục lão hương thân chức sắc đang bày cái chiếu mà đánh tổ tôm. Tiền nong thì chúng chia nhau cả rồi, giờ cô ung dung mà hưởng thụ chả phải suy nghĩ gì.
Chốc chốc đám tổ tôm lại kêu rú lên. Bắt sách này, tôi xin. Thất văn các ông nhớ. Phỗng, tôi xin hai quan. Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân làng gào thét nhau mà ôm của bỏ chạy. Kẻ nhắm hướng đỉnh, kẻ lại lao về nhà ông Phú Toàn ra chiều rối rít và cấp bách lắm. Nói chung là, mạng ai người nấy giữ, khung cảnh cứ loạn hết lên. Ấy vậy mà trong đỉnh xem chừng các cụ khoan thai lắm. So với cảnh trăm họ đang lấm láp, đội gió đội mưa như đàn sâu lũ kiến mà cố cứu lấy cái mạng tàn, thì ở trong đỉnh rất là nhàn hạ. Cụ Chánh Linh sau cơn ấm ách bị chầu rượu cũng nhanh chân nhào xuống chiếu mà xếp bằng, làm cái chân bốc nọc. Đang say sưa nặn bài thì tiếng thằng Nam chạy vào nói đến liếu cả lưỡi. Bẩm cụ, lụt rồi, bão về rồi, vỡ đê rồi. Lão Chánh Linh bốc được bài thất sách, đang cày cố nghe đứa người ở tấu trình thì điên tiết quát tướng lên. Tiền sử trả cái lũ khố rách áo ồm chúng mày. Vỡ đề không biết đường mà chạy à? Để vỡ mặc đề, nước sông rủ nguy không bằng trận bài cao thấp. Xéo ra ngoài mau, xéo. Vừa lúc đó thì dội vào trong đình là tiếng người kêu khóc ầm ĩ. Tiếng gào khóc mỗi lúc một lớn hơn, lại có tiếng ồn ào như thác chảy xiết, rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía, tiếng cây gãy răng rắc, tiếng sấm chớp ầm ầm, thực sự tạo ra một thảm cảnh tan nát. Khắp mọi nơi miền đó, nước trào lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi sạch, lúa má chưa kịp thu hoạch nhanh chóng bị dòng nước lũ ào vào ngập hết. Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh chỉ một màu đục ngầu cuồn cuộn. Ngày đêm hôm đó, ông bà Phú Hộ Toàn đã cho người nhanh chóng mở kho phát trận, bắc hẳn ba cái bếp củi to tướng giữa sân đình để nấu cháo mà cứu người làng. Lão Chánh Linh thấy thế thì cũng mặc kệ, lão còn cười thầm trong bụng. Rõ là cái loại ngu, mang máu thịt mà nuôi diều quả. Cứ nấu đi, nấu nhiều vào, đợi khi nước rút thì quan bế mày đi con nhớ. Y như lời lão Chánh Tổng Linh, hai ngày sau nước rút cũng là lúc quan trên xài mấy chục lính lệ cờ phướn rập trời mà tiến về làng. Nhắc thấy bóng quan lớn vừa đặt chân xuống cửa đình, lão Chánh Tổng Linh đã khom lưng lao ra mà lạy như tế sao. Đoạn chưa kịp để quan cất lời thì đã chỉ điểm ông Phú Hộ Toàn rồi buông lời tố cáo. Vị quan bước hẳn vào trong đình, nhận ra Phú Hộ Toàn chính là người bạn cùng thi tâm giao năm nào thì mừng mừng tủi tủi. Vốn là một vị quan thanh liêm, công tử phần mình, vị quan lớn bèn an tọa chính giữa sập trong đình. Hai bên tả hữu, nhà lại nghiêm trang, lính hầu rầm rập, tạo nên một án đường thu nhỏ. Quan đập bàn rồi thét lớn. Kẻ nào là Chánh Tổng làng này, bước ra đây cho ta. Lão Chánh Linh ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe đến tiếng quan thét lần thứ ba, lão mới giật mình bừng tỉnh. Lão run rẩy quỳ mọp xuống giữa hai hàng lính rồi tái mặt chờ đợi. Quan trên sai thầy thơ lại lấy trong bọc giải ra một cái sấp giấy rồi đập lên bàn quát. Ta nhận được thư tố giác của Phú Hộ Họ Toàn cùng toàn bộ dân làng báo về việc lão lấy danh nghĩa gom tiền sửa đê mà chiếm đoạt tiền làm của riêng. Có chuyện đó không? Lão Chánh Linh tái mét mặt liên tục kêu oan. Dạ bẩm quan, oan cho con lắm ạ. Con nào dám làm thế, xin quan đèn rời soi xét ạ. Quan lớn đập bàn rồi giơ sấp giấy trong đó đã điểm chỉ chít dấu tay của mọi người trong làng rồi rít lên. Chà chà cái quần láo lếu, bằng chứng rành rành đây mà mày còn chối hử? Bay đầu, nọc nó ra đánh 30 hèo làm gương. Lão Chánh kêu rú lên rồi không chịu nổi đòn roi mà nhanh chóng nhận tội. Đến lúc này, thằng Tốn mới giật cấu áo ông chủ của mình là Phú Hộ Toàn mà kể lại nguyên văn sự việc. Số là thằng cu Tốn hôm đó lớ ngớ thế nào, thèm rượu, nên xin ông Phú Hộ Toàn cho mấy đồng đi mua. Ông Phú vốn biết tính thằng người ở, nên cho luôn một quan mua đồ nhắm. Thằng Tốn mừng lắm,
ba chân bốn cẳng lao nhanh ra đầu làng. Báo sắp về, nhưng quán thịt chó nhà lão Quyết già cầy vẫn không bao giờ ngớt khách. Đang hí hửng nhảy chân sáo, thì thằng Tuấn bắt gặp thằng Nam đang thục mạng ra roi phóng ngựa nhằm mang cái đơn lên huyện. Vốn bản tính dành mà, lại thù ghét nhà lão Chánh Linh. Thấy thằng Nam phóng ngựa như điên thì thằng Tuấn gọi giật lại. Ơi Ngọng ơi, đi đâu mà vội thế? Vào đây có mồi nè, thịt chó nè. Thằng Tuấn vừa gào, vừa giữ giữ bọc thịt chó với cút rượu nếp cầm trước mặt. Thằng Nam Ngọng vốn tính ham nhậu nhẹt, theo hầu lão Chánh quanh năm chỉ cơm cá khô, nên thèm chất tươi lắm. Thấy bọc thịt chó thì quên bén việc lão Chánh căn dặn. Nam Ngọng xả luôn xuống rồi xin vài hơi. Đến lúc ngả ngả say, thằng Tốn mới dò hỏi. Sao? Quan bác đi đâu mà như ma đuổi thế hả? Lão Chánh lại say đi đâu à? Thằng Nam Ngọng sực nhớ ra, định lên cương thúc ngựa, thì thằng Tốn cản lại bảo. Ấy chết, em còn tiền, quan bác cứ ăn uống thoải mái đi. Thế sao? Phận tôi tớ mà bác còn giấu em phóng. Thằng Ngọng thích thịt rượu mang ra đầy âm áp một mâm, thì khoái chí vừa lùa miếng thịt chó vào mồm, vừa khề khà Ngọng liếu lưỡi mà bảo. Cụ Chánh bảo tôi mang cái đơn gì lên cho quan ấy, tôi mù chữ có đọc được đâu. Cụ bảo cầm thì tôi cầm, chưa đếch biết viết cái mẹ gì. Thằng Tốn vốn tính thông minh, nghe thấy thế thì bảo. Bác à, đưa tôi xem rồi tôi kể cho. Ờ kìa, uống đi chứ. Thằng Nam Ngọng mặc kệ thằng Tốn muốn làm gì thì làm, gã chỉ chăm chăm vào chầu rượu. Thằng Tốn mồm nói tay mở thư. Vốn dĩ ở với ông Phú Thộ Toàn được ăn cái học, cái chữ, nên thằng Tốn rành lắm. Đọc xong bức thư tố cáo thì hắn toát hết mồ hôi. Nghĩ đoạn thằng Tốn quay ra giả bộ sợ sệt bảo. Bác Nam ơi, giờ bác còn tâm trí mà ăn sao? Thằng Nam đang nhồm nhòm nhai miếng thịt chó, nghe thằng Tuấn nói bằng giọng gấp gáp thì lẻ nhẹ hỏi lại. Có chuyện gì mà quan bác gấp gáp thế? Rồi trong thư cụ Chánh viết cái gì? Bất kể cho tôi nghe, cho rõ xem nào. Thằng Tuấn giả giọng thẳng thốt, nhìn thằng Nam mà trình bày. Bác chết đến nơi rồi mà không biết. Lão Chánh lão ấy viết là bác ăn trộm tiền của lão, nhờ quan tống cổ bác vào ngục. Lão làm thế chắc là muốn quỵt mấy năm tiền công của bác đấy. Phèn này, bác có mà rũ tổ. Thằng Nam Ngọng bản tính thật thà, nên tin ngay vào lời thằng Tốn. Nam Ngọng run rẩy suýt đánh rơi chén rượu đang cầm trên tay, miệng lắp bắp. Ui, chết thật. Thế có chết nhà em không cơ chứ? Bác Tuấn ơi, bác làm ơn cứu đời em với. Quan mà tống cổ em vào ngục thì ở nhà ai chăm sóc cho mẹ em? Bác cứu em với. Thằng Tuấn giả bộ cái mặt thương cảm rồi thở dài vỗ vai bảo. Nếu bác tin tưởng em thì để em sửa lại nội dung bức thư này, thế là bác thoát tội. Nhưng bác nhớ là sau khi giao xong bức thư này cho quan thì bác phải bỏ làng ra đi luôn, tuyệt không được ở lại. Thằng Nam Ngọng lạy thằng Tốn như tế sao. Thằng Tốn biết thằng này mắc mưu mình nên nhanh chóng mượn cái bút lông, một tờ giấy bản và cái nghiên mực của lão Quyết thịt chó mà để luôn một bức thư. Trong thư thằng Tốn ghi rõ nội dung là dân làng tố cáo lão Chánh Linh ăn chặn tiền sửa đê và rất nhiều tội khác. Thằng Tốn danh ma lắm, nó còn xin độ chục tờ giấy bản rồi bảo thằng Nam Ngọng nhanh chân phi ngựa vào làng. Nhờ dân làng điểm chỉ làm chứng, thằng Tốn bảo rằng đây là tờ giấy minh oan cho việc thằng Nam không lấy trộm tiền. Thằng Nam nghe xong thì cảm tạ, rồi rít và nhanh chân lên cương, ra roi thúc ngựa đến từng nhà, làm đúng y như lời thằng Tốn dặn. Lão Chánh Linh thua mưu thằng Tốn nên cay cú lắm. Sau khi quan trên sai lính tra cứu giấy tờ, thì phát giác ra số tiền lão ăn chặn được từ việc cứu lũ là 13 quan có lẻ. Quan nổi giận hầm hầm, thét lính tống cổ lão vào ngục. Vốn là chỗ đồng liêu với ông Phú Hộ Toàn,
nên quan trên tiến ra chào hỏi vài câu. Sau đó sắp xếp cho mấy chục lính tráng ở lại cứu giúp làng Bến Hòa sau mùa lũ. Còn bản thân mình thì trực tiếp cùng bốn lính lẻ áp giải lão chánh tổng tham lam lên trên huyện nha để xử tội. Những tưởng sau khi lão chánh tổng bị bắt thì làng Bến Hòa sẽ trở lại yên bình. Nhưng một đêm mưa gió tối trời một tuần sau đó, cơn dã biến mưa máu gió tanh đã ập đến nhà ông Phố Hộ Toàn. Nửa đêm hôm ấy, không biết từ đâu xuất hiện bốn tên cướp. Chúng tay dao tay rựa đầy đủ, rồi lẻn vào nhà ông Phú Hộ. Sau khi trói nghiến ba người nhà ông Phú Hộ cùng với bảy người gia nhân, trong đó có cả thằng Tũn, bốn thằng ăn cướp bảo nhau bắt người nhà ông Phú khai ra chỗ giấu của cải. Ba đường vàng bị chúng lấy đi. Nhẫn tâm hơn, chúng còn chặt luôn 10 cái đầu rồi lặng lặng bỏ đi mất dạng. Cái chết oan nghiệt của nhà ông Phú Hộ Toàn làm dân làng hoang mang và thương cảm lắm. Liền sau đó lão chánh Linh cũng trở về làng. Người ta đồn nhau lão chánh quen với quan tổng đốc vùng này là chỗ họ hàng. Quan tổng đốc đã có lời thì quan chi huyện nào có thể giữ lão lại. Thành thử, lão chánh Linh không những tai qua nạn khỏi mà còn đường hoàng bệ vệ ngồi lại cái ghế cụ chánh mà mặc sức nhũng nhiễu dân làng. Ai ai cũng đoán định mấy phần rằng cái chết oan khuất của gia đình ông Phú Hộ Toàn là do lão chánh gây ra. Thế nhưng dân làng nào ai dám nói động gì tới lão. Cái thời buổi đói kém lầm than thân mình còn chẳng biết có giữ được không. Sống nay chết mai thì ai còn tâm sức mà lo cho người khác. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm, đều thấy ở căn nhà gỗ của gia đình ông Phú Toàn có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng. Vốn có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng bảy cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thanh thang mà ôm mặt khóc lên những tràng ai oán, hoặc lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh. Dân làng chuyển tay nhau căn nhà đó có ma. Từ đó căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai dám ở. Chỉ đến độ tư rằm, mùng một hoặc ngày giỗ, thì những người trước đây từng mang ơn ông bà Phú lại đến để đốt nhang, dọn dẹp, rồi nhanh chóng đi luôn. Xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà, càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông bà Phú cùng toàn thể gia nhân, già trẻ lớn bé chục mạng người mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy dương vàng, chúng còn thẳng tay chặt đầu họ, mười cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm sỉ, mắt mở trừng trừng vì chết oan, kể cả lão gia nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tập đi. Đêm đêm, người ta vẫn nghe thấy có tiếng than khóc, nên trời vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà ông Phú Toàn chết oan nên đã thành quỷ hết rồi, vào đó quấy phá là bỏ mạng. 3 năm trôi qua, người làng Bến Hòa vẫn lầm lũi sống kiếp con sâu cái kiến dưới sự hạ hiếp của đám hương thân chức sắc trong làng. Cầm đầu là lão chánh Linh. Những tưởng lão cứ ung dung tận hưởng cuộc sống giàu sang giữa cảnh đói khát của dân làng. Nhưng không, cơn dã biến đã đến với lão, bắt đầu từ một kẻ mà lão không ngờ nhất, thằng Dung. Chả là độ một tháng đổ lại đây, làng Bến Hòa xảy ra những chuyện kỳ lạ lắm. Đã 3 cái chết không thể nào lý giải và cứ liên tục xảy ra, làm người dân trong làng hoang mang lắm. Bà gã Lực Điền đang khỏe như vâm đột nhiên lăn ra chết tốt. Người đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra chết thẳng cẳng thì chuyện ấy có điều gì ghê gớm lắm. Sáng hôm ấy, lão chánh Linh đang phơi cái thân hình nung núc mỡ trên chiếc phản tre kê ngay đầu nhà, tay phè phẩy chiếc quạt mo mà phơi nắng, hai tay chốc chốc lại đánh nhịp lên đùi, cổ họng ê a hát câu gì đại để như
cơm canh một bát sao no, một lần ăn chặn sao cho đành lòng. Tiếng cười khùng khục vang đều trong cổ họng, chiếc áo lụa may theo lối người Hoa khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở, thì tiếng ồn ào vọng ra nơi đầu cổng làm lão bất giác chau mày rồi chửi đồng lên. Tiền sư chúng mày, còn để cho ông ngủ chưa không? Thằng Tèo đâu? Sao lại để đứa nào nó ầm ĩ lên thế hả? Tèo lật đật chạy vào, trên tay cầm cây gậy gỗ chắc rồi chắp tay đáp. Dạ cụ cho gọi con à? Lão Linh cáu tiết, giơ cái quạt mo quật cho thằng Tèo mấy cái rồi gầm lên. Cái gì mà ầm ĩ ngoài cổng thế hả? Mày có cho tao nghỉ ngơi không? Thằng Tèo đun giọng lắp bắp. Dạ bẩm cụ, có người đàn ông ăn mặc rách rưới, lại chột một mắt cứ ở lì cổng mình. Lão điềm tiết quát tướng lên. Ồ, hai cái thứ ngu độn này, tao nuôi mày, cho mày miếng ăn để mày canh cổng thay con chó, có mỗi cái việc ấy mà cũng làm không xong à? Ra dần cho nó một trận rồi tống cổ nó đi. Thằng Tèo run như cầy sấy, miệng lắp bắp. Bẩm cụ, nhưng mà Lão Linh điền tiếp, đạp cho thằng người ở mấy cái làm nó ngã chồng chơ rồi gầm lên. Nhưng mà làm sao? Mày mà còn lắp bắp có tin ông tống mày ra khỏi nhà để chết há mồm ra không? Thằng Tèo quỳ rạp xuống mà rằng. Dạ, con nào dám? Có điều người đàn ông đó nói là quen ông. Hắn bảo hắn tên là Dung. Dung chột. Lão tránh chau mày, rồi như nhận ra người quen. Lão mau chóng hối thúc. Mau cho nó vào gặp cụ. Nhắc thấy bóng lão tránh, Dung chột đã xá dài mấy cái rồi dở giọng ton hót. Dạ bẩm, mới sáng sớm mà cụ đã ra hóng nắng à? Lão tránh quan sát khắp lượt, rồi kéo thằng Dung ngồi xuống sập tre. Sau khi chắc chắn không có ai ở cạnh, lão mới nhìn nó nghiêm giọng. Mày còn mò đến nhà cụ làm gì? Không phải cụ đã giao kèo là trả đủ tiền nong thì chúng mày biến luôn khỏi làng sau khi chúng mày giết nhà lão Phú Toàn hả? Còn mò về làm gì? Muốn rũ tù cả lũ à? Dùng chột nhìn lão tránh rồi trình bày. Bẩm cụ, bốn thằng chúng con đã bỏ lên tít mạn Đà Giang mà tránh ấy chứ. Có điều đói ăn quá nên mò về đây xin cụ mấy đồng, xong đi ngay tuyệt không dám ở lại. Lão tránh móc ra một quan tiền ở cái túi sắt bên hông người rồi ném cho thằng Dung rồi bảo. Đây, cụ cho mày một quan, cầm lấy rồi biến ngay. Thằng Dung chột cầm quan tiền rồi cười lên ha hả. Bất chợt bản tính côn đồ trỗi dậy, nó túm cổ lão tránh lình rồi đẻ ra rít lên. Tiền sư mày, cái loại ăn chặn tiền cứu đề, loại ăn xương uống máu người khác. Bốn thằng bọn bố mày mò về làng thì ba thằng chết bất đắc kỳ tử. Ấy là oan hồn nhà Phú Hộ Toàn nó hiện vẻ báo oán đấy. Bố mày đến đây không phải xin mày một quan, mà bố mày đến để báo cho mày biết là bố mày báo lên tận quan tổng đốc rằng mày là kẻ chủ mưu giết hết nhà Phú Hộ Toàn. Mày nghe chưa? Mày mà muốn sống thì ngay ngày mai chuẩn bị cho bố ba nén vàng để bố mày chuồn khỏi đây. Nghe chưa? Lão tránh thấy bóng thằng chột khuất sau cổng thì điên máu lắm. Trong đầu nảy ra bao nhiêu tâm cơ. Thằng chột này không chết thì cũng to chuyện. Quan trên là người nhà lão thì lão chẳng sợ. Nhưng đêm dài lắm mộng, thằng chột chưa chết lão còn chưa ngon giấc. Nghĩ vậy, lão bèn cho thằng Tèo đi mời đám thầy đội lên để mưu sự. Nhưng chưa kịp hành sự thì chiều hôm đó dân làng đã chứng kiến cái chết thảm khốc của thằng Dung. Dân làng phát hiện nó chết ngay cây đa đầu căn nhà hoang phế của ông Phú Toàn. Hắn ta toàn biến dạng, dập nát, óc bắn ra tùng tóe kèm với máu thịt nhảy nhụa nhớp nháp. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều gập bụng nôn thốc nôn tháo. Kinh dị nhất là ổ bụng của hắn hở ra một vết lớn, cứ như là bị con thú nào cắn xé. Mỏi hết tim gan phèo phổi, chỉ còn sót lại cái đoạn ruột non và ruột già, kèm theo lớp dịch màu vàng hôi thối.
dùng chột chết bằng quỷ khối như vậy. Tin ấy đến tài lão chánh, làm lão nửa mừng nửa lo. Mừng vì cái gai trong mắt cuối cùng cũng bị nhổ bỏ. Lo vì dường như lão cảm nhận có thế lực vô hình nào đó can thiệp vào, nên bốn tên sát nhân lão thuê đột ngột trở về và đều chết cạnh căn nhà của Phú Toàn. Bắn đi 3 tháng, mọi việc lại trở lại bình thường. Làng Bến Hòa lại trở lại với nhịp sống vốn có, và dĩ nhiên là tuyệt không có một thế lực ở cõi vô hình nào tìm về với lão. Chàng Viên lại tấp nập gia nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão Linh cũng ổn định thần trí được mấy phần, tiếp tục hưởng lạc và hống hách giữa đám dân đen. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, thế giới cõi âm mới bắt đầu tìm về với lão. Bây giờ đã là tháng 11, người dân trong ngôi làng đang hối hả thu hoạch vì đang là vụ đông. Từ ông già, bà trẻ hay cả mấy đứa choai choai mỗi người mỗi việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây không còn bóng dáng mặt trời, chỉ còn màn đêm đen đặc nốt gọn ngôi làng. Ai ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem diễn sướng cuối năm. Cái thú xa xỉ đó thì họa hoạn lắm, người dân nghèo mới được thưởng thức. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ trước Tết khoảng 3 đến 4 tuần, thường có nhiều đoàn hát ở huyện, tỉnh thành về làng mà sướng ca. Họ hay diễn các tuồng như Đường Cương Nguyên Bá, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Mẫu Đơn Hưởng, Ở Cây Đa Ngay Giữa Sân Đình Làng. Lão Chánh Linh cũng ham xem hát tuồng lắm, nhưng vốn tính keo kiệt nên chẳng bao giờ chịu bỏ túi ra lấy một hào mà xem. Nhân dịp đoàn ca sướng về diễn cho làng miễn phí, nên mới sẩm tối đã áo mão chỉnh tề, lại sai thằng Tèo là hầu cận tin tưởng theo lão để tiện hầu điếu đóm. Vở tuồng hôm ấy diễn tới mãi nửa đêm, lại gặp cơn mưa phùn rét thấu da thịt nên có phần thưa khách lắm. Con đường từ đình làng về nhà lão Chánh Linh không một ánh đèn, ngọn đuốc trên tay thằng người ở cứ bập bùng muốn tắt. Đường đất tối om, nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Mưa bắt đầu rơi xuống thấm đẫm mấy lớp áo lụa cánh rộng mà lão đang mang trên người. Cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma âm u, ít người qua lại. Mộ mạ ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Chân hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu vì không có ai đến viếng, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến không khí càng thêm phần liêu trai, rợn rợn. Sâu bên trong khu mộ mả đó, đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ, hay đúng hơn là những mô đất to bằng cái mẹt vùi nắm xương tàn. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đốt trên tay, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài cây xoan đứng sừng sững như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc sống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thớ thịt của lão Chánh. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Lão Chánh hai tay giữ tà áo, nách cắp đôi guốc mộc, rồi bặm môi bám chặt năm ngón chân xuống lòng đường loang loáng nước, dò dẫm tiến từng bước khó nhọc. Nhận thấy ngọn đuốc trên tay thằng ở dường như sắp tắt, lão mới quay ra quát lớn: "Đi nhanh lên mày, đuốc mà tắt để cụ không thấy đường, đạp chân vào đá mà chảy máu thì mày chết đòn." Thằng Tèo vẫn lầm lối bước, nó lẩm bẩm điều gì trong cổ họng không nghe rõ,
nhưng tuyệt nhiên không đáp lại lời chủ. Lão Chánh hắng giọng gọi mấy lần mà nó không đáp thì điên tiết chửi đồng. Ở cái quần mất dạy, dễ thường mày khinh nhờn không đáp cụ hở. Cụ đánh chết cha cái quần mất dạy nhà mày giờ. Lại đây, cõng cụ lên nhanh lên. Thằng người ở vẫn im lìm không đáp. Đáp vậy, nó còn đi lướt qua lão rất nhanh. Kỳ lạ là đường xá trơn trượt lại ngập đầy bùn, nhớp nháp nước mưa. Ấy vậy mà thằng Tèo nó cứ đi như không. Lão Chánh Linh há hốc mồm, nhìn cảnh cái thằng gia nhân lướt đi mà chân không chạm đất thì ú ớ. Mày... Thằng Tèo bất chợt dừng hẳn lại. Lưng nó vẫn quay về phía lão Chánh, nhưng cái đầu lại vặn ngược về sau. Thằng Tèo khẽ ngẩng đầu nhìn, từ cổ họng phát ra chẳng thanh âm phân uất. Cõng cái mà cha nhà mày, thế lúc ăn chặt 13 quan tám hào, sao không biết ra đề mà cõng đá cứu lỗ? Hả lão Chánh? Lão Chánh điếng hồn lùi hẳn lại, mồm há hốc không thành tiếng. Ngọn đuốc trên tay chợt vụt tắt, trả lại không gian tiết trời cuối năm tối đen như mực. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi vù vù, tiếng rặng tre bên đường kéo kẹt, lão Chánh nghe rõ một tiếng trẻ con lúc khóc lúc cười. Xen vào đó là tiếng ho sù sụ của người già, tiếng thở dài não nột của người đàn bà nào đó. Liền sau đó là tiếng khóc ai oán nỉ non khẽ cất lên và mỗi lúc một lớn, dội thẳng vào tai lão Chánh. Lão Chánh cắm đầu chạy như điên, mặc cho đường trơn trượt làm lão ngã rối rụi mấy lần. Hai bên đường làng với rặng tre cổ thụ đang oằn mình nhìn theo từng hành động vội vàng của lão. Lão Chánh cào ầm làng nước, làm cho mấy con chó trong xóm thấy vậy sủa lên ầm ĩ. Lão bỏ cả cái ba tòng rồi cứ thế chạy thục mạng. Đêm tối và hoảng sợ làm lão không chú ý nên đâm sầm vào một người và ngã lăn ra đất. Lão Chánh hãi lắm, mặc kệ kẻ đó mà có giò bỏ chạy. Chưa đi được ba bước thì tiếng nói trầm đục lại vang lên. Lần này là từ kẻ lão mới đụng phải. Ông Chánh ơi, xuống đây cứu lỗ với nhà chủ con. Con tốn nè, ông không xuống là con vật chết cha ông đấy ông ơi. Sáng hôm sau, người dân đi tháo nước ải sớm, thấy lão Chánh nằm co ro bên vệ đường thì họ nhau khiêng lão về nhà. Một đêm mưa gió lạnh lẽo của tiết trời cuối năm mà lão lại ngất lịm suốt đêm, ấy vậy mà lão không chết. Mụ vợ lão Chánh hốt hoảng sai người đi mời ông lang về mà bắt mạch. Ông lang chỉ bảo lão bị cảm, bốc cho mấy thang thuốc tịnh dưỡng vài ngày là khỏe liền. Lão Chánh xuống thấy rõ, từ một lão già ục ịch với hàng râu con kiến và cặp mắt lươn lẹo, lão gầy đi trông thấy. Lão Chánh Linh có một đứa con gái tên là Ly, lấy chồng ở làng Hạ. Nghe đầu ra thế nhà thông gia cũng bình thường. Lão Chánh vẫn hay vỗ ngực bảo vợ rằng: nhà đấy rước được con Ly nhà mình về là phúc phận 70 đời cho nhà nó. Bố bảo nó không dám làm gì khó dễ cho con mình. Nó là nó sợ cái uy của tôi đó. Ba hôm nay nghe tin lão Chánh bệnh nên con Ly mau chóng sắp xếp việc nhà rồi bế đứa bé con mới 5 tuổi sang nhà thăm lão. Bữa cơm trưa hôm ấy, lão Chánh dù mồm miệng nhạt thách nhưng vẫn cố ngồi vào bàn cho có lệ. Đang yên ổn thì đứa bé 5 tuổi bất thần nhìn chằm chằm ra cửa rồi khóc ré lên, dỗ mấy cũng không chịu nín. Còn Lì thì đã ra nhà sau, trong mâm chỉ có vợ chồng lão và đứa cháu ngoại. Dù mụ vợ lão đã có dỗ nó như thế nào thì thằng bé cũng không nín. Nó cứ nhìn chằm chằm ra cửa rồi lại rúc vào lòng bà mình, có chiều run rẩy và sợ hãi lắm. Mãi một lúc sau, mẹ thằng bé lên thì nó mới thôi. Mọi người súng lại gặng hỏi thì thằng bé thản nhiên chỉ tay ra cửa bảo: có mười mấy người cứ thập thò ngoài cửa đó. Họ chỉ có thân chứ không có đầu. Họ vẫy tay rủ con đi chơi. Đám người đó còn cầm theo sợi dây thừng buộc cổ bốn người khác đang bò rạp ra đất kia kìa. Bốn người ấy đang kể tội và chửi ông ngoại kìa.
Lão Chánh và cả nhà điếng hồn nhìn ra khoảng sân gạch rộng thênh thang còn nguyên nắng gay gắt, rồi lắp bắp hỏi lại. Thằng bé giật tay mẹ nó ra, rồi lầm lũi bước hẳn ra bậc cửa. Lát sau nó quay vào và nói như có người nhập. Tiền sư tổ bố nhà mày nhé thằng Chánh lé. Mày lấy danh nghĩa là lấy tiền vá đê, mà biển thủ làm của riêng. Làm cái làng này chết bao nhiêu mạng. Mày sống làm chi cho chật đất. Mày còn nôn ngay tiền ra mà trả dân làng không hớ. Mày mượn dao giết người. Mày là loại cầm thú. Trả tiền cho dân làng, trả mạng cho nhà tao. Thằng bé nói rồi giãy giãy mấy cái lăn ra sủi bọt mép, chết tươi tại chỗ. Lão Chánh cũng kinh hãi ngất lịm, vì nhận ra giọng nói đó chẳng phải của ai xa lạ, mà chính là của ông Phú Hộ Toàn. Người làng hết sức ngạc nhiên khi sáng hôm ấy Lão Chánh Linh gõ cửa từng nhà mà trả lại toàn bộ số tiền đã ăn chặn của dân làng. Lúc này lão làm gì còn tâm trí mà mưu cầu tiền bạc. Lão chỉ mong phần nào chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng cuộc đời có vay có trả. Phần lãi lão đã trả đủ, còn phần gốc thì chưa. Đêm hôm ấy tầm giờ tí canh ba, sau cái chết của thằng bé con, lại nghe dân làng xì xào bàn tán rằng những việc thất đức của chồng mình làm oan hồn ở cõi âm tào hiện về báo oán mà vật chết thằng bé, nên mụ từ mặt lão luôn. Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu, lại thấy mụ vợ trong gian buồng đang thiêm thiếp ngủ, thì Lão Chánh mới yên tâm trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, nơi góc giường chợt hiện ra một bóng đen ngồi thu lu, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau khi lôi mấy dương vàng ra đếm theo thói quen, thì Lão Chánh mới yên tâm đi ngủ. Lão chỉ gạt dân làng còn trong thâm tâm dễ gì lão chịu nhả ra cái số tiền bao năm cướp bóc. Không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng ba tiếng động roạt roạt chói tai làm Lão Chánh Linh trong mày thức giấc. Những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm lão giật thót mình, rồi nhanh chân trở vào buồng lay mụ vợ bảo: "Bà ơi, hình như nhà mình có trộm." Gọi mãi mấy lần mà mụ vợ phần vì giận lão, phần vì ngái ngủ, nên mụ chỉ ậm ừ rồi kéo cao tấm chăn mỏng che kín đầu thản nhiên ngủ. Lão bước hẳn ra ngoài nhà, rồi tay trái lăm lăm cái cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường, tay phải với lấy bó đuốc mon men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây xoài mé trái vườn làm lão định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên: Đứa nào rình mò nhà cụ đấy? Khôn hồn biến ngay, không cụ đánh cho chết giờ." Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng phập phập như tiếng cuốc đất, kèm theo đó là âm thanh roạt roạt phát ra dồn dập. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão ú ớ kêu thét lên rồi khuỵ xuống đánh rơi cây gậy. Đập vào mắt lão là hình ảnh cực kỳ ma quái. Thằng cháu trai mới chôn cất chưa lâu, mộ còn chưa xanh cỏ đang cởi chuồng ngồi trên một mô đất. Đúng ra là một lỗ huyệt đang đào dở ở khu nghĩa trang gia đình lão. Đất bùn hất ra hai bên, nháo nhét cả lại. Thằng bé ngồi đó, làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm lòm đang điên cuồng nhấc cái thứ gì như mấy cái gáo dừa mà đặt lên nền đất. Dưới ánh đuốc đổ ập trên nền đất ẩm đến sắp lụi, lão thấy 10 thân ảnh cụt đầu đang nhặt từng cái mà thằng bé mới xếp trên đất rồi ôm trên tay. 10 thân ảnh đó chợt cười lên khanh khách rồi từ từ tiến sát lại lão. Dưới chút ánh sáng lè lói cuối cùng rồi vụt tắt, lão kinh hãi rú lên vì nhận ra 10 thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là gia đình nhà Phú Hộ Toàn và đám gia nhân mà lão nhẫn tâm sai người sát hại tròn 3 năm trước. Lão trợn ngược mắt rồi quát lên bùng dậy, giật mình nhận ra chỉ là một giấc mơ. Lão ngồi co ro vào góc giường thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo cánh mỏng đang mang. Lão hoảng hồn khi nhận ra gan bàn chân của mình còn dính nguyên bùn đất. Lớp bùn ẩm chỉ có ở đám đất nghĩa trang sau nhà làm lão hoang mang lắm. Lão run rẩy bước xuống giường
rồi tiến ra bàn thờ thắp mấy nén nhang cầu ông bà tổ tiên. Lúc này, lão chỉ mong hồng ân che chở. Nhưng tổ tiên nào độ nổi cho lão. Bà nén nhang bắt lửa rồi nhanh chóng vụt tắt. Lão châm mấy lần cũng không cháy. Đang lúc hoang mang tột độ, tiếng kẹt kẹt lại phát ra ở ngay cái tủ chứa vàng. Cánh cửa gỗ lim khẽ mở ra. Lão chóc mày tiến lại thì nhận ra ba đương vàng hình như bị ai đó cậy mở. Nắp khóa đã bung ra. Lão ú ớ mấy giây rồi nhanh tay mở nắp. Bên trong không phải là vàng mà là một vũng máu tanh còn nóng hổi. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió đông bắc thổi từng chập đang vần vũ trên tầng không. Trời càng về khuya càng lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng Bến Hòa, 2 giờ sáng, không một bóng người lai vãng. Lâu lâu chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương kêu lên từng chập. Xen lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm lâu lâu gào lên những tiếng quái dị, càng làm cho không gian thêm phần u ám và có phần bức bách ngột ngạt lắm. Tiết trời vào mùa đông cuối tháng 12 của miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, này lại càng vắng lặng, u uất. Chỉ còn bóng một người đàn ông cắm cúi, nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mà tiến bước. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão Chánh Linh. Nghĩa địa làng Bến Hòa lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ, đang phơi mình dưới mưa gió. Một màn đêm đen đặc lạnh cóng và ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào 10 ngôi mộ chôn đã lâu cỏ mọc tùm. 10 ngôi mộ nhà ông Phú Hộ Toàn ở vị trí nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của lão Chánh. Mặc kệ rét buốt sộc vào tận gan phổi, lão Chánh cắm mặt xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa. Trên tay là nắm nhang to tướng. Lão dự định sẽ ra tận đây tạ tội với hương hồn nhà ông Phú Toàn, sau đó tạt qua ngôi mộ của bà cụ thân sinh thằng Nam. Số là thằng Nam sau khi được thằng Tún đánh cháo thư đã trốn biệt khỏi làng. Lão Chánh sau khi ra tù vì cay cú nên sai người sang chặt đầu bà cụ cho hạ giả. Khi bó nhang vừa bắt lửa sáng rực, lão Chánh quỳ mọp xuống xì sụp khấn vái, thì phía sau lưng thằng Nam người ở đã xuất hiện, trên tay lầm lầm còn mã tấu to bản từ bao giờ. Quý vị vừa đón nghe xong 2 câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện đầu do một mình tác giả Mạnh Ninh viết và câu chuyện thứ hai là sự kết hợp của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đinh Nghi. Và cả hai câu chuyện đều rất là hay và thú vị, đúng không ạ? Và cái kết dành cho lão Chánh Linh trong câu chuyện thứ hai thì quý vị có thể tự hiểu. Và chắc hẳn rằng kẻ độc ác như lão chắc chắn sẽ phải bị trả thù một cách tàn nhẫn thôi. Chắc chắn rằng lão Chánh sẽ bị thằng Nam, thằng người ở, đã bị lão chém chặt đầu của bà cụ là mẹ của thằng Nam, thì chắc chắn rằng thằng Nam cũng không thể tha cho lão được, cũng sẽ phải lấy đầu của lão thôi, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho quý vị thật ngủ thật ngon nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ với một câu chuyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại.